sẽ trực tiếp phát thanh truyền hình ở trên YouTube cũng như ở trên Facebook. Đồng bào có thể hàng ngày thường xuyên vào YouTube rồi search vào chữ SOS Việt Nam nha, hoặc là cách duy nhất giải tán Sa tăng Cộng sản, hay là cứu tinh Việt Nam, cứ đánh vào những dòng chữ đó thì sẽ vào chương trình của chúng ta. Vâng, kính thưa đồng bào, xin phép cho thân giống mời một số bạn hữu vào để đồng bào theo dõi, rồi chúng ta sẽ làm chương trình chúng ta ngày hôm nay. Và chương trình ngày hôm nay chúng ta đặt cái trọng tâm vào cái việc mà sự thất bại của người Việt Nam chúng ta trước cái cơn đại họa mà mất nước và diệt chủng. Và cái sự thất bại này do chính hầu hết sáu nhóm Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, Việt tị nạn Cộng sản, đại diện tôn giáo và truyền thông truyền hình báo chí Việt ngữ. Đó là lý do những cái kẻ mà gây ra cái tội ác vô tình hoặc cố ý để đẩy đưa dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta vào cái vực thẳm có thể và đang đến con đường diệt vong, tức là diệt chủng luôn đó, mất nước luôn. Và đương nhiên chúng ta bây giờ chỉ còn một cái cơ hội cuối cùng là chúng ta cần phải chấp hành để mà chúng ta làm bổn phận của chúng ta, để rồi chúng ta sẽ lấy lại đất nước chúng ta, cũng như chúng ta sẽ gìn giữ dân tộc chúng ta, nòi giống chúng ta khỏi bọn quỷ Sa Tăng Cộng sản và khỏi bọn con buôn thế giới, rõ ràng như thế. Và đương nhiên cái sự việc của chúng ta thì làm thì phải có người lãnh đạo. Bất cứ một quốc gia hay là một tổ chức nào hay là một cái công việc nào, khi mà bắt tay vào việc là phải có người lãnh đạo. Và hiện tại bây giờ tôi thật sự không biết là đồng bào có biết người lãnh đạo cứu Việt Nam là ai chưa, bởi vì Thượng Đế Toàn Năng đã ban cho chúng ta một vị lãnh đạo để làm việc hướng dẫn đồng bào làm cách nào để giải tán bọn quỷ Sa Tăng Cộng sản ra khỏi đất nước Việt Nam chúng ta, và đồng thời dằn mặt bọn con buôn thế giới, rõ ràng như thế. Thế thì đồng bào có biết ai là người đóng vai lãnh đạo của Việt Nam chưa? Và người đó phải là người do chính cha trời Thượng Đế Toàn Năng chỉ định thì mới có thể làm việc được. Chứ còn con người chúng ta bầu bán với nhau thì thôi, quăng thùng rác, toàn cái đám hào bá không. Nó bầu đó rồi nó giết đó, nó bầu đó rồi nó cạnh tranh đó. Ngay cả cái đứng mà do chính cha trời Thượng Đế Toàn Năng chỉ định đóng vai vua Việt Nam, đóng vai lãnh đạo của Việt Nam. Và Thượng Đế Toàn Năng đã ban cho vị này có đầy đủ những ứng chứng để giới thiệu vị này là ai, và như có quyền năng của Thượng Đế ban cho để mà làm việc. Thế mà hầu hết sáu nhóm Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, Việt tị nạn Cộng sản, đại diện tôn giáo, truyền thông, truyền hình, báo chí, Việt ngữ, chúng nó còn coi coi không ra gì, coi chưa ra gì, mà huống chi Minh Vương, người vua do người đời chọn ra để làm việc. Mẹ bố láo, bố liếu. Chọn ra rồi giết đó. Vâng, thế thì đồng bào có biết ai là người đứng đóng vai lãnh đạo của Việt Nam chưa? Hầu hết tụi bay, sáu nhóm Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, Việt tị nạn Cộng sản, đại diện tôn giáo và truyền thông, truyền hình, báo chí, Việt ngữ. Hầu hết chúng bay, sáu nhóm này là cá mè một lứa. Ngày hôm nay thiên điển của ông bà Tổ tiên Thánh Thần trăm họ Bách Việt chúng ta, và của đại diện của tất cả quyên hùng chiến sĩ linh thiêng trên khắp các mặt trận trên quả địa cầu đã nhập điển rồi, xuống điển rồi từ lúc khởi đầu chương trình. Quý ngài đã mượn xác vua Việt Nam chúng ta là một y liền sư, là Phật sống của càn khôn, để làm việc đồng hành cùng đồng bào giải tán thế giới cộng sản. Thế thì tụi bay, hầu hết nhóm sáu nhóm chúng bay, những cái đám ta vừa kê khai đó, tụi bay có biết Minh Vương Việt Nam là ai chưa, Minh Vương Á Châu là ai chưa, vua Việt Nam là ai chưa? Tụi bay chưa biết đúng không? Và tụi bay có gặp, tụi bay có nghe nói rồi, tụi bay cũng đâu đâu có để ý đếm xỉa gì tới, bởi vì tụi bay ganh tị, bởi vì tụi bay u mê, bởi vì tụi bay lười biếng, bởi vì tụi bay là mất gốc mất dạy. Ông bà tổ tiên chúng ta chửi mắng vào tận tâm hồn tâm khảm, hồn ốc tủy xương của chúng bay, hầu hết chúng bay sáu nhóm Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, Việt tị nạn Cộng sản, đại diện tôn giáo, truyền thông, truyền hình, báo chí, Việt ngữ. Chẳng lẽ tao văn tục ở đây sao? Xài giấy 1.000 đô ở đây sao? Đủ má tụi mày.
Hầu hết 6 nhóm Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, Việt tị nạn Cộng sản, đại diện tôn giáo, truyền thông, truyền hình, báo chí, Việt ngữ. Chúng bay đã vô tình hoặc cố ý nha, đưa đẩy đất nước Việt Nam vào cái vực thẳm sắp sửa bị diệt vong và mất nước. Chính chúng bay đó nghe chưa? Hầu hết chúng bay nhé. Vâng, kính thưa đồng bào thân mến, giờ đây những ai mà đã mà đang đồng hành cùng Thánh Gióng là việc thông báo cho đồng bào ở Việt Nam được biết, và hiện tại bây giờ ở Việt Nam cũng có một số đồng bào chúng ta đã biết rồi, biết việc làm của chúng ta, và đồng bào đang thông báo cho nhau được biết, và chúng ta tiếp tục cầu nguyện và cầu nguyện. Còn thành phần 6 nhóm Hà Bá, hầu hết chúng nó phải làm việc của chúng nó. Chúng nó không làm việc chúng nó thì chúng nó sẽ lần lượt sắp hàng đi vô nghĩa địa chết sầu muộn, và hồn chúng nó sẽ, thậm chí hồn chúng nó có những đứa sẽ bị quăng vào quả ngục lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt vì cái tội mà kêu bằng vô tình hoặc cố ý đẩy đưa đất nước dân tộc Việt Nam chúng ta vào cái chỗ mà khốn cùng như hiện tại, như hiện nay. Và rồi trong số chúng nó có những đứa sẽ biến thành quỷ sa tăng xấu quắc. Trong 6 cái bọn mà Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, Việt tị nạn Cộng sản, đại diện tôn giáo, truyền thông, truyền hình, báo chí, Việt ngữ, tụi bay sẽ có đứa bị quăng vào quả ngục. Và sau đó hồn chúng bay sẽ biến thành quỷ sa tăng. Quỷ sa tăng xấu quắc. Quỷ sa tăng xấu quắc. Rõ chưa? Vâng, kính thưa đồng bào thân mến, chúng ta cần phải cầu nguyện để chuẩn bị, bởi vì sự việc này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Động đất, sóng thần, nước biển dâng tới mây miệt Đông Nam Á, từ Đông Bắc Á Châu xuống Đông Nam Á Châu, Biển Đông đó. Đồng bào coi hình ảnh nó hiện ra rõ ràng. Cha trời Thượng Đế Đồng Năng đã cho hiện ra cảnh cáo từ đầu năm 2011 đến nay thì đã quá 7 năm rồi, thì sự việc này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đồng bào phải thông báo cho người thân mình trong nước được biết để chuẩn bị nha. Đây không phải là chuyện đùa, nghe chưa? Đây không phải là chuyện đùa nha. Đó, đồng bào coi đi, một là hình màu gốc, còn hai, còn một bên nữa là hình đậm hơn để cho ai mắt kém có thể xem chi tiết rõ ràng hơn. Thấy là đầu rồng cũng đó, rồng tượng trưng cho nước, điều khiển nước đó. Dâng lên tới mây, thấy đầu rồng ở phía trên không? Còn phía dưới, ở chính giữa là đầu quỷ sa tăng. Đó là Tàu Cộng và Việt Cộng, và cũng như cái bọn mà cộng Nga Xô và cái bọn con buôn thế giới nha. Chúng nó sẽ giành giật cấu xé và chúng nó sẽ chiến tranh ở tại đó, và Thượng Đế Đồng Năng buộc lòng phải nắng quả đi cầu lại. Lúc đó đập Tàu Cộng, đập của Tàu Cộng nó sập, và những đập lớn trên thế giới cũng sập, có một số sập luôn, rõ ràng lắm. Mà khi sự việc này xảy ra thì ở đất nước Việt Nam chúng ta, ở sát bên nữa thì cũng không có ổn đâu, bởi vì cái dòng nước nó sẽ tràn xuống, mà lúc đó thì chỉ có trời cứu thôi. Những người nào mà ăn năn sám hối, quyết tâm ăn năn sám hối, tìm cách lập công chuộc tội, nghe lời vua Việt Nam mình dạy bảo thì những người đó sẽ được cứu. Nói thẳng, nói thật cho đồng bào biết luôn. Bằng ngược lại thì khó qua khỏi kỳ này. 10 hết 7 còn 3, hết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Cái sự việc này có thể xảy ra như thế. Bởi vì hiện tại bây giờ, nếu mà xảy ra bây giờ thì chỉ có 10 hết 7 còn 3, hết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Nếu bây giờ sự việc này xảy ra, hiện tại bây giờ nếu sự việc này xảy ra bây giờ nha, thì nói riêng cái miệt Đông Nam Á thì chỉ có 10 người, chỉ có một người được cứu à. Nó kinh hoàng như vậy. Mà sự việc này xảy ra nó liên hệ đến cả thế giới. Đồng bào chuẩn bị chưa? Bây giờ đi làm cách nào để mà tránh thiệt hại nặng nề? Các nhà lãnh đạo trên thế giới phải nghe lời vua Việt Nam mình dạy bảo. Và hầu hết 6 nhóm Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, Việt tị nạn Cộng sản, đại diện tôn giáo, truyền thông, truyền hình, báo chí, Việt ngữ, chúng bay hay mau mắn ăn năn sám hối, lập công chuộc tội, nghe lời vua Việt Nam dạy bảo, thông báo việc làm của chúng ta cho cộng đồng thế giới được biết khẩn cấp, và cùng lúc thông báo cho người Việt Nam trong nước được biết khẩn cấp, thì sự thiệt hại sẽ được giảm thiểu rất nhiều khi sự việc này xảy ra. Bởi vì Thượng Đế Đồng Năng buộc lòng phải ngăn cản chiến tranh nguyên tử. Bởi vì Thượng Đế Đồng Năng buộc lòng phải giải tán và quỷ diệt, tiêu diệt bọn quỷ sa tăng cộng sản trước khi tận thế xảy ra.
bao thấy hình ảnh gì đây không? Anh Vĩnh cảnh báo gì đây? À, có thấy hình ảnh gì không? Thấy đầu quỷ sa lăng không? Còn bên là còn thiên thần ở chính giữa, còn ở phía bên kia là hình chim bồ câu là chúa thánh thần không? Hả? À, và đồng thời có hình nước Việt Nam đó không? Ừ. Xây qua đây là để bên này, bên đây để tôi xây qua hướng bên đây nè cho đồng bào, xây hướng này cho đồng bào coi đây nè, còn cho bên ở bên cái là livestream kia coi luôn đó, là mọi thấy không đó, thấy hình chữ S nước Việt Nam chúng ta đó không đó, để cho coi luôn. Còn bên đầu quỷ sao đăng là đó đó, quỷ sao đăng ở phía bên kia đó, đó là nói gì chiến tranh với sóng thần, rồi chính giữa là thiên thần đó, thấy không, rõ ràng lắm nhé. Xem lại đây, đây. À, sẵn đây giới thiệu đồng bào luôn, đây là một trong những chiến sĩ nha, chiến sĩ mà phong xương của chúng ta đó. À, đã được Chúa rước về rồi, đây là nhạc sĩ Bình Thủy, đây là một trong những người bạn của Thánh Giống, và đồng thời đây là một tướng cao cấp của Thánh Giống, không phải giỡn đâu. Cái vị này đây là đã đồng hành làm việc Thánh Giống một khoảng thời gian đó nha. Đúng là một 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 chiến sĩ đó. Bây giờ là linh điển của vị đó là tập hợp cùng đại diện của tất cả quân hùng chiến sĩ linh thiêng. Và bên đây thì đồng bào thấy đây nè, nói về thượng đế sẽ nắng qua đi cầu lại đó. Đây là một cái phép lạ để cảnh báo trước, và nước Việt Nam chúng ta và những người Việt Nam hiền từ sẽ được cứu. Còn cái đám Hà Bá, Việt Giang với Việt Cộng, với cái đám mà bon chen chụp giật bốc hốt, tham nhũng hối lộ, rồi cái đám mà ăn nhậu rồi hút chích này kia, rồi cái ăn chơi bừa bãi, rồi cờ bạc đỉ điếm, rồi thành phần mà kêu bằng tham nhũng hối lộ các cái, rồi kể như tụi nó không được cứu đâu, mà tụi nó sẽ tàn sát lẫn nhau, từng miếng ăn miếng uống, rồi giành giật nhau, rồi trả thù với nhau, nó ghê rợn. Các bạn thấy rõ không? Quá rõ ràng mà, hai hình ảnh này nè đó cho biết trước đó, hãy chuẩn bị đi cho người thân mình trong nhà ở Việt Nam biết đi, nghe không? Còn đây là hình màu gốc nè, thấy hình màu gốc không? Đó, hình màu gốc đó, hình màu gốc nè. Ok, có hình màu gốc rồi mới có thể làm hình đậm hơn chứ, đúng không? Đó, cảnh báo trước rồi, đây là hình màu gốc nè, đó hình màu gốc đó, thấy chưa, hình đậm hơn nè, thấy chưa, rõ ràng đó. Ở đây không có vu vơ mù mờ gì đấy đó, động đất sóng thần nước biển dâng tới mây, thượng đế sẽ di dời một số quốc gia trên quả địa cầu, có một số quốc gia sẽ bị nhận chìm xuống biển nước, có một số quốc gia sẽ chỗ này dời ở chỗ kia, ví dụ như nước Phi Lục Tân sẽ dời sát vào nước Việt Nam. Tôi đã thông báo cách đây là trên 10 năm rồi, cái điểm tôi đã thấy trước như vậy, trước khi mà thượng đế toàn năng cho hình ảnh này hiện ra trên mây đó, nhớ không? Là tôi đã thiền định trong giấc ngủ thiền định, thượng đế đã cho tôi thấy trước là ngài sẽ nắng qua địa cầu lại, có những nơi nước biển dâng tới mây, và nước Phi Lục Tân sẽ thượng đế nắng sao lúc mà Phi Lục Tân ngủ đêm sáng ngày nó sát vô nước Việt Nam luôn, tàu cộng thì nó chia 7 chia 10, nó sập tàu cộng kiểu như tân bành. Bây giờ tạo cộng nó chỉ có nước cách phải nghe lời vua Việt Nam mình giải bảo khẩn cấp thì mây ra chúng nó giảm bị thiệt hại nặng nề, bằng ngược lại là vô phương cứu chữa. Còn thằng Việt Cộng này kể như là tụi nó cũng sẽ bị bầm, cũng giống như là đảng cộng sản tàu cộng sẽ bị người dân tàu trung cộng nó nổi lên, nó sẽ dầm đầu, nó chẻ đầu, nó xử tử hình đảng cộng sản tàu cộng hết. Ở Việt Nam cũng thế, bây giờ tụi như cộng sản Việt Nam chúng bay phải nghe lời vua Việt Nam mình dạy bảo mới là chết. Trong đây ai trong đây có một cái vị này, Võ Từ Bi nói gì đây em, cậu Từ Bi ở bên Vương Đạo Đại Việt, để coi cái nick Võ Từ Bi nói là Đức Chúa Giêsu có chính phẩm thiên thần hầu hạ mà nhân loại không nghe, thì thiên thần sai chiến sĩ linh thiêng bắt linh hồn người gian
gian đầu cứng cổ, lôi ra khỏi xác đó. Anh đúng rồi, anh đồng chí chỉ Linh Thiên người này là bẻ hồng mấy mấy đứa mà gian ác này, chết hồn chúng nó sẽ bị lôi ra khỏi xác hết. Thì vâng, thưa đồng bào, thưa mến, đồng bào thấy cái sự nhục nhã của người Việt Nam chúng ta. Nếu mình bây giờ mình cái bọn Việt gian, bọn Việt cộng á, thì mình để mình dẹp nó ngoan bên rồi. Tụi nó phải làm chuyện tụi nó phải gấp rút sám hối, không phải là tụi nó sẽ bị lôi hồn ra khỏi xác, hồn sẽ bị lôi ra khỏi xác và sẽ quăng vào quả ngục và chúng nó sẽ biến thành quỷ gia tăng hết á. Nhưng mà ở đây chúng ta nói về thành phần tị nạn cộng sản và Việt kiều và đại diện tôn giáo và truyền thông truyền hình báo chí Việt ngữ. Nếu mà chúng bay làm phần vụ của chúng bay, trách nhiệm của chúng bay đó, chúng bay nghe lời vua Việt Nam mình dạy bảo hướng dẫn, thông báo cho người Việt Nam trong nước được biết khẩn cấp và thông báo cho cộng đồng thế giới được biết khẩn cấp, thì bây giờ nước nước Việt Nam chúng ta đã được thanh bình rồi. Bởi vì người dân Việt Nam chỉ cần ôm hình ảnh Chúa Giêsu có phước lành đi chung, đây là hình ảnh Chúa Giêsu có phước lành đi chung để bảo vệ chúng ta và gia đình chúng ta, cũng như ôm hình ảnh anh hùng chiến sĩ Linh Thiêng có phước lành của cha trời Giêsu ban cho nha, xuống đường cầu nguyện từ Nam ra Bắc, từ Bắc chí Nam cũng như là ở hải ngoại, cũng nhắc nhở cho cộng đồng thế giới được biết và cũng ra đường xuống đường cầu nguyện ôn hòa như thế, thì bảo đảm thế giới cộng sản tan rã và chúng ta không đổ máu. Rõ ràng như thế, thượng đế toàn năng ra lệnh như thế mà chúng bay không nghe, chỉ cần ôm hình Chúa Giêsu và ôm hình anh hùng chiến sĩ Linh Thiêng cũng như là ôm 10 phép lành, ít nhất là 10 phép lành phép lạ, điềm thiên cảnh báo tận thế, xuống đường ra đường cầu nguyện từ Nam ra Bắc, từ Bắc chí Nam, thì thế giới cộng sản sẽ tan rã và chúng ta không đổ máu, nhân loại sẽ không đổ máu nữa. Rõ ràng như thế. Thế mà tại sao chúng bay chưa làm? Là tại sao? Là tại vì chúng bay vô tình hoặc cố ý đóng vai cái bọn mất gốc mất dạy, không thấy không đó, sáu nhóm Việt gian, Việt cộng, Việt kiều, Việt tị nạn cộng sản, đại diện tôn giáo, truyền thông truyền hình báo chí Việt ngữ, đa số chúng bay là cá mè một lứa. Thế thì bây giờ chúng ta cần làm gì? Trễ nải quá rồi, nhưng mà thà trễ còn hơn không. Tiếng Mỹ nói là thà rather late than never, tức là thà trễ nải còn hơn là không làm gì hết. Hay là tụi bay ước ao muốn chờ sắp hàng đi vô nghĩa địa chết sầu muộn. Ôi mẹ, khốn nạn thật. Và trong lúc chờ các nhà lãnh đạo trên thế giới, cộng đồng thế giới chúng nó chấp hành, thì chúng ta phải làm chuyện của chúng ta, chuyện của mình phải làm nhé. Nó nói rồi để nói chuyện của các nhà lãnh đạo đó, nó lãnh đạo con cạc nó chưa được, nó lãnh đạo ai, nó lãnh đạo cái con bướm bướm nó chưa được, là lãnh đạo ai, mẹ nó cứu nó chưa được, nó cứu ai, con người đéo có quyền năng để cứu mình, để tự cứu mình. Đụ mẹ tụi mày đập xạo xạo chưa, tu hành giả dối rồi, bạc bố láo bố liếu, mấy thằng giàu có sức sược sống bề ngoài rồi, cái mà đặt chảnh bảnh rồi, cái đéo có thằng nào cứu con nào, thằng nào được hết á. Nhân loại chúng ta là tội lỗi ngập đầu, nhân loại chúng ta không có đủ tư cách để cứu ai đó, chính mình đéo có cứu mình được, mình cũng chẳng cứu ai được đâu, chỉ có tạm bợ thì có, giúp đỡ sơ sơ thì có, nào có. Thấy không, chứ thật sự ban cho sự sống con người có đéo gì mà ban cho sự sống hả, đó là chưa kể linh hồn đời đời kiếp kiếp á. Con người không đủ tư cách để mà cứu linh hồn mình, bởi vậy phải cậy trông vào hồng ân của cha trời thượng đế toàn năng mọi nơi mọi lúc. Đó, em nhóm mời phía bên cái gì đó, cái gì đây, bên này bên vương đạo đại Việt hả, ok.
Thôi thì từ từ thì để lên YouTube mà đồng bào theo theo coi từ từ. Đồng bào thấy không? Cái sự nhục nhã, cái sự mất dạy nó khốn nạn lắm, nó rất là khốn nạn. Những cái livestream á, vu vơ mù mờ bố lá bố léo thì đồng bào vào 200-300 người cả ngàn người, ví dụ như cái mấy cái livestream Lisa Phạm, Benny Trương, Tân Thái rồi Trương Quốc Huy rồi con Kim Hoàng bên Âu Châu rồi cái con nào đó con Mã Tiểu Linh rồi mấy con nào đó, những cái thằng cũ cạc rồi đó, mấy thằng sáo sạo mẹ bố lá bố liếu đấu tranh đấu triết rồi cái tụi nó đéo quyền năng gì hết, nó đốc nó sạo nói chuyện chuyện cái chuyện đã rồi không à, cái chuyện chính là quyền năng nào để giải tán bọn quỷ sa tăng cộng sản, và người con người chúng ta đéo có quyền năng gì để mà làm chuyện đó, bởi vì cộng sản đó là quỷ sa tăng, mà quỷ sa tăng chúng nó chỉ có sợ quyền năng của thượng đế toàn năng mà thôi, ngoài ra quỷ sa tăng đéo sợ ai hết á. Chứ có lẽ đồng bào nói tại sao ông này không chịu thề, cái chuyện mà không chịu thề quá đụ mẹ tụi mày chịu thề được không, tổ tiên ông bà thánh thần trăm họ Bách Việt chúng ta và đại diện của tất cả quyên hùng chiến sĩ linh thiêng trên khắp các mặt trận trên quả địa cầu mượn xác ta để làm việc để mắng chửi chúng bay, chứ ta vua Việt Nam đéo có chuyện gì để chửi chúng bay hết á. Ta nói, ta nhắc nhở, ta dạy bảo chúng bay không nghe, đó là quyền của chúng bay, quyền tự do chọn lựa. Tụi bay không nghe, tương lai khi mà hồn bị lôi ra khỏi xác, lúc đó tụi bay đủ má. Than van khóc lóc thì đã trễ rồi các con ạ. À. Lúc đó thánh gióng ta đéo có quyền năng gì để mà giúp đỡ chúng bay được hết á. Chúng bay ngạc nhiên ha. Nó đụng mẹ thằng này nó là gì mà nó đụng nó xưng nó là thánh giống này đụng má tụi mày, ta là thánh giống ta xưng là thánh giống ta là, chứ ta là ai, chẳng lẽ ta thánh giống ta xưng là ta là con cặc dơ hay là cặc thiêu giống như tụi bay vậy đó, đụng mẹ tụi mày hầu hết tụi bay 6 nhóm Việt Giang Việt Cộng Việt Kiều Việt tị nạn cộng sản đại diện tôn giáo truyền thông truyền báo chí Việt ngữ đụng má tụi mày là cá mè một lứa nghe chưa, sống bề ngoài giả dối đạo đức giả, chỉ cần tụi bay làm bổn phận tụi bay một cách nhẹ nhàng thôi nghe không, làm bổn phận của mình thông báo cho người Việt Nam ở trong nước được biết về việc làm của chúng ta, về hồng ân sấm lệnh mới nhất của thượng đế ban cho và về 10 phép lành phép lạ điềm thiên cảnh báo tận thế, bởi vì đó là những sức mạnh duy nhất để giải tán thế giới cộng sản mà không đổ máu, và đó là cách duy nhất để giải tán thế giới cộng sản. Việc làm hội đồng lãnh đạo của Việt Nam và nhân loại do cha trời thượng đế toàn năng lãnh đạo là Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần, Ngài là Thiên Thượng, đứng mà Phật Thích Ca tôn thờ là Thiên Thượng, thiên hạ duy ngã độc tôn. Và Ngài làm việc cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần trong họ Bách Việt chúng ta, và Ngài làm việc cùng đại diện của tất cả quân hùng chiến sĩ linh thiêng trên khắp các mặt trận trên quả địa cầu. Đến nỗi mà Thượng Đế Đồng Năng cho quý Ngài hiện ra để giới thiệu vua Việt Nam mình là ai, cứu tinh Việt Nam mình là ai. Thế mà tôi bay nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi, nhìn ngược, nhìn qua, nhìn lại, chúng bay từ chối cho mày đâu, đâu thấy gì đâu. Đây mây không không thấy gì hết, đây là anh hùng chiến sĩ linh thiêng hiện ra khi mà vua Việt Nam hướng dẫn đồng bào bá tánh cầu nguyện nơi công cộng, thế thì đủ má tụi mày mắt tụi mày đuôi lọt trồng hả, bị bù lạch ăn hay là cái gì, đủ mẹ tụi mày xạo xạo bố láo bố liếu. Ở đây thánh giống như nói chửi mắng những đứa nào mà đã theo dõi chương trình rồi mà chúng nó vẫn tiếp tục thờ ơ vô trách nhiệm, còn những người nào chưa có dịp theo dõi chương trình thì thánh giống không có nhắc đến những người đó nghe không, mà ngược lại những người đó phải lo mà cầu nguyện ước ao xin thượng đế soi sáng để biết cứu tinh Việt Nam mình là ai. Ngài đã xuất hiện đã làm việc rồi theo lệnh của thượng đế toàn năng, và Ngài là cái người đang làm việc đang thưa chuyện cùng đồng bào đây, nói tiếng Việt rất rõ ràng dễ hiểu, bao nhiêu công việc tôi đã làm chưa đủ chứng minh tôi là ai à, bao nhiêu sấm lệnh bao nhiêu pháp lành pháp lạ điềm thiên cảnh báo tận thế đã hiện ra trên mây, tôi đã trình bày và đã kê khai đã lưu giữ tại Hàn Lâm Viện Thế Giới US Congress Public Library, chưa đủ để chứng minh tôi là ai sao, chưa đủ giới thiệu tôi là ai sao, nếu mà tôi nói dốc nói xạo giờ này tôi vô tù mẹ rồi, FBI đây họ nó bắt lên ủ mẹ không có thằng nào chạy khỏi đâu, rõ ràng không, thế tại sao tôi vẫn làm việc đây là tại vì đấy là sự thật, tôi đã từng giúp chính phủ Mỹ cứu hàng chục ngàn binh sĩ Mỹ, biết không? Cứu hàng bao nhiêu chục ngàn binh sĩ Iraq từ năm 2003. Dùng quyền năng của cha trời Giêsu ban cho để làm việc đó.
nhiều việc. Cha trời Thượng Đế Tổng năng dùng tôi để làm. Đã làm rồi, chứng minh tôi là ai. Và tôi đang làm việc đấy nè. Nói chuyện rất là hiên ngang, bình dân, không chuyện gì thắc mắc, lo sợ gì thế đó. Bởi vì tôi nói thẳng, nói thật, mình nói chuyện thật. Có cái thằng giám mục nào Nguyễn Thái Hợp gì nó qua bên đây, nó hội họp, nó qua đây bao nhiêu lần, nó chưa bao giờ liên lạc với tôi. Tôi nhắn nó bao nhiêu lần nha, tôi nhắn giám mục Việt Nam, hội đồng giám mục bao nhiêu lần, tụi nó chưa bao giờ liên lạc với tôi đó. Tôi nhắn Roma nha, Catholic, tụi nó cũng chưa liên lạc với tôi. Tại sao? Bởi vì Thượng Đế Toàn Năng kêu tôi nhắn cho tụi nó. Với tư cách là đạo trưởng thế giới, Thượng Đế Toàn Năng đã gắn cho tôi từ năm 2012, bảo tôi phải dạy dỗ chúng nó. Các nhà lãnh đạo trên thế giới và các nhà lãnh đạo các tôn giáo trên thế giới, chúng nó cần học hỏi về những sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế Toàn Năng ban cho và về những phép lành phép lạ điềm thiên cảnh báo tận thế mà vua Việt Nam và là tiên tri vĩ đại sau cùng của cha trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho để dạy dỗ chúng nó. Thế mà chúng nó có thằng đéo nào, con đéo nào liên lạc với tôi đâu. Chưa, tụi nó thủ với chức vụ của nó do người đời gắn cho nhau để hù dọa thiên hạ, để bắt thiên hạ gặp cúi đầu mẹ bái lại, dân tiền, dân của, dân cạc, dân bạc cho tụi nó hưởng. Đủ mẹ, nó có mấy thằng nó xưng nó là cha mà đi hãm hiếp con nít này nghe. À, có bao nhiêu thằng mình đòi làm cha đi hãm hiếp con nít. Đủ mẹ tụi mày, cái chức linh mục không phải là cái chức bình thường nha các con. Đủ má tụi mày, chức linh mục là một thiên chức nghe chưa. Chúng mày đi tu á là vì kêu bằng cha trời Thượng Đế Toàn Năng ban bố cho chúng bay một cái thiên chức vĩ đại đặc biệt lắm nha, linh thiêng lắm nha. Chúng bay đừng có lạm dụng nữa chứ. Đủ mẹ tụi mày đặt chiếm chức cha. Chúa Giêsu cấm tụi bay không được chiếm chức cha. Tụi bay dám cãi lời Chúa Giêsu chiếm chức cha. Đi tu mà ham mê thích muốn chức cha, tụi bay đéo phải là linh mục. Còn mấy thằng sụt cạc, mấy thằng con cạc, mấy thằng mà tinh lành, đủ mẹ tụi mày, mấy con tinh lành, mấy con nào mà khinh thường Đức Mẹ Maria thì đủ má tụi mày đã bị quỷ sa đăng nó bắt rồi. Tụi mày dám quảng quảng nói đủ má tụi mày nha, tụi mày xạo nha. Nói ơi, chúng tôi tinh lành, tin Chúa, tôi sống nhờ máu huyết Chúa Giêsu rồi. Đúng rồi, càng không này sống nhờ máu huyết Chúa Giêsu, chuyện đúng vậy, ngài Chúa Giêsu hiện ra trên mấy kìa. Thế thì máu Chúa Giêsu có phải là máu của Đức Mẹ Maria không? Đủ má tụi mày đừng có bố láo bố liếu quá chưa. Chúa Giêsu khi mà nhập thể xuống quả địa cầu theo định luật xuống quả địa cầu nha, ở trong bụng dạ của một người phụ nữ, người phụ nữ đó được Thượng Đế Toàn Năng chọn, đó là Đức Mẹ Maria. Chúa Giêsu ở trong bụng Đức Mẹ Maria ít nhất là 9 tháng 10 ngày thì máu của Chúa Giêsu tức là máu của Đức Mẹ Maria. Máu của Chúa Giêsu là máu của Đức Mẹ Maria, chứ máu của ai? Thế thì sao đủ mẹ tụi mày xạo xạo, mày nói là mày tôi sống nhờ máu Chúa Giêsu mà tụi bay cùng lúc là khinh thường Đức Mẹ Maria. Tụi bay nói ôi bà Maria là người bà bình thường tầm thường. Đủ mẹ mày, tầm thường bình thường cái gì? Người phụ nữ là thấy là đặc biệt rồi. Khoan, nói Đức Mẹ ở đây, người đàn bà, người phụ nữ người ta đã đặc biệt rồi, mình phải quý trọng kính nể người ta, quý mến người ta, nghe không? Lo lắng cho người ta, thương thương yêu người ta thật lòng. Huống chi là Đức Mẹ Maria. Thượng Đế Toàn Năng chọn Đức Mẹ Maria đóng một trong vài vai quan trọng nhất vào việc cứu rỗi và ban cho càn khôn có sự sống thêm đầy ý nghĩa. Thế thì đủ má tụi mày, những thằng, những con tinh lành nào mà khinh khi Đức Mẹ Maria thì chúng mày đã bị quỷ sa đăng nó bắt rồi, nghe chưa? Bố láo bố liếu hả mày? Đủ mẹ tụi mày. Còn đủ má mấy thằng thầy chùa xạo xạo giả nha. Tụi bay tu có đéo gì. 1.000 thằng thầy chùa là 999 thằng là quỷ sa đăng. Còn một người kia đang cố gắng để vượt qua sự cám dỗ của quỷ sa đăng. Rốt cuộc thì rớt luôn. Tức là 10.000 thằng sư thì may ra có một người cố gắng làm người đàng hoàng trong đám lộn xộn. Chứ chưa có đắc đạo con cặc gì hết á. Đừng có xạo. Đủ mẹ tụi mày. Ta là Phật sống của càn khôn nè, ta biết tụi bay nè. Tụi bay tu Phật pháp á, tụi bay đéo hiểu cái câu mà thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn là gì. Thế thì tụi bay tu cái đéo gì? Phật thờ ai? Phật thờ thiên thượng, chỉ lên trời ngài Phật thờ thiên thượng. Chúng sinh ơi, tụi bay ơi, trước tiên phải kính thờ thiên thượng. Phật Thích Ca chỉ lên trời thiên thượng.
Rồi Ngài chỉ tay xuống đất, Ngài nói thiên hạ. Rồi Ngài phán là duy ngã độc tôn. Là cái gì? Duy là duy nhất, ngã là đường lối cách sống, độc là độc nhất, tôn là tôn trọng quý mến cho nhau. Tôn trọng quý mến tất cả, ngay cả con vật cũng phải tôn trọng, và tôn trọng tất cả gì xung quanh mình, để mình nhận diện mình là ai, cái gì và là cái gì. Nhưng mà trước tiên phải tôn trọng quý mến thiên thượng là đứng tạo hóa. Thiên thượng là ai? Thiên là thiên liên, thượng là thượng đế tôn đáng. Tôi bay đủ mẹ mày mấy thằng thầy chùa xạo xạo mà tụi bay bây giờ nhắc nhở đến thiên thượng đâu. Tụi bay đủ má tụi mày đặt tụi bay danh là đại đức đực đái, rồi thượng tọa, rồi hòa thượng. Tụi bay đủ mẹ tụi mày xạo xạo, tụi bay tu gì? Tụi bay tu cái con cạc gì? Đủ má tụi mày xạo xạo, tụi bay lo ăn năn sám hối đi các con à. Tụi bay tiếp tục xạo xạo thì tương lai những gì sẽ xảy ra? Đủ mẹ tụi mày, hồn chúng bay sẽ bị lôi ra khỏi xác và sẽ bị quăng vào quả ngục lửa nóng nhiều ngàn độ, thiêu đốt nhiều ngàn năm, nóng như thế này nè, nóng chết mẹ, nóng nóng thấy nóng chết luôn, nghe chưa? Rồi sau đó hồn chúng bay sẽ biến thành quỷ sa tăng như nè, xấu quắc à. Đủ má tụi mày xạo xạo, tu hành cái đéo gì xạo. Đủ mẹ tụi mày tu ở nhà thờ lớn quá nha, chùa lớn quá nha, am tự lớn quá nè. Thượng đế tổng năng hiện ra dạy dỗ chúng bay, tụi bay đéo muốn học. Tụi bay đủ má, tụi bay xạo. Hả? Tụi bay thu tiền quá tánh bao nhiêu? Đủ mẹ tụi mày. Tu thì đông như lông câu, mà đắc đạo như thỏ mọc sừng. Thỏ thấy đéo nào mà mọc sừng. Thỏ nó có hai cái lỗ tai dài. Chứ bây giờ thỏ nó mọc sừng đâu. Tu thì ai nói tu à? Mẹ tu nha. Tu hành. Nhưng mà thật sự tụi bay là đủ má, tụi mày tanh hù cho tu hành cái đéo gì. Tu thì đông như lông trâu vậy, mà đắc đạo thì như thỏ mọc sừng. Thỏ mà làm đéo gì mà mọc sừng? Thỏ chứ có ai đâu tay đúng. Cái tay bự vậy đó. Bá đánh mẹ ham ăn ham uống, ham cầm ham đụ ham đéo rồi đó. Đụ má đem mấy con thỏ đi ham, ngâm hầm rượu vang gì ăn cho đụ má nó nóng khí tức khí để đụ quậy. Cũng như ăn thịt trong tày thịt dê được cái không đủ mẹ tụi mày xạo, đủ má tụi mày xạo lắm. Bây giờ những thằng tu hành tại giả dối tụi bay đủ má mày, tụi bay là quỷ sa tăng, tụi bay tu cái đéo gì? Đồng bào cẩn trọng, thời nay quỷ sa tăng đông lắm, nó xa xuống qua đi cầu hằng hà xa số, đi khắp mọi nơi, nó giả dạng, nó mặc nhiều cái lớp áo ở ngoài lắm, đủ thành phần hết đó. Đồng bào coi cái hình ảnh mà quỷ sa tăng xa xuống quả đi cầu chưa, để tôi cho ông bà coi luôn. Các bà thấy hình ảnh gì đâu? Chúa Giêsu cho hiện ra nè, để nhắc nhở nhân loại nè. Còn thấy cái hình màu xanh đậm á. Đằng đi đó là một quỷ mãng xà, nó xà xuống gọi đi cầu. Ở cái hằng hà xa số. Rồi nó biến thành quỷ sa tăng, cái đầu lâu nó ngay sau óc tôi đó. Cái mình nó xanh lè nè, cái mình nó xanh lè. Lên được đó là con rắn của quỷ mãng xà. Đấy, con quỷ mãng xà nó xuống đây nó thành cái đó, thấy không, thấy rõ chưa? Rồi cái đầu lâu đó ngay sau lưng tôi đó, ngay sau óc tôi đó, thì có nghĩa rằng nó là xung quanh nhân loại đang tìm cách đi cám dỗ, bắt nhân loại làm nô lệ cho chúng nó đang bây giờ ở khắp mọi nơi bỏ đi cầu. Sấm điện nói trước, kinh thánh nói trước mà. Bên đây thì tôi có ghi chi tiết để cho đồng bào học hỏi, thấy không? Đó. Đồng bào qua thắc mắc câu hỏi gì hỏi đi, tôi trả lời chưa? Bữa nay là ông bà tôi mến chào Trúc Trung. Mời thiền sư Trúc Trung lên đóng góp ý kiến nè. Trúc Trung ơi, thiền sư Trúc Trung, mời thiền sư Trúc Trung lên đóng góp ý kiến. Thiền sư Trúc Trung đâu rồi? Mời thiền sư Trúc Trung đóng góp ý kiến đi, để cho thánh giống uống miếng nước đây. Thiền sư Trung ơi, mời thiền sư Trúc Trung lên đóng góp ý kiến nè. Thiền sư Trúc Trung sẵn sàng chưa? Ok. Thiền sư Trúc Trung lên chia sẻ. Mời thiền sư Trúc Trung.
Tụi bay ở bên Úc Châu á, tụi bay mà đứa nào mà làm phiền thiện sư Trúc Trung của tụi bay coi chừng á, mẹ ta ta gửi anh hùng chiến sĩ Linh Thiêng đến rồi bẻ họng chúng bay, lôi hồn chúng bay ra khỏi xác đó. Cái việc mà thiện sư Trúc Trung làm là phụ giúp hội đồng lãnh đạo của Việt Nam và nhân loại nha, tụi bay mà chớ hỗn xược nha. Ok, thì cái vấn đề nó như vậy. À, để coi coi. Ok. Khoảng 10 phút nữa thì được chứ? Dạ, ok. Nha, vâng. Và đồng bào biết cái hiện tại bây giờ nè. Cái luật an ninh mạng đó là nó sẽ bắt đầu nó tấn công vào đầu năm 2019. Thì tức là cái thằng khốn kiếp Tàu Cộng á, thằng quỷ Sa Tăng đó, Tàu Cộng nó âm mưu với thằng cái bọn Cộng sản Việt Nam, tức là thà mất nước còn hơn mất đảng, đó là cái lời tuyên bố và cái lối sống của Cộng sản Việt Nam. Thì đụ má nó, tụi nó đúng ra là tội của Cộng sản Việt Nam là đem ra xử bắn hết. Xử bắn hết, không có xử cái gì mất thì giờ. Tội của Cộng sản Việt Nam, Ban Thường vụ và những cái thằng mà kêu bằng chóp bu, những cái thằng mà ví dụ như là cái gì đó tỉnh quỷ, huyện quỷ, rồi ủy ban thành phố, nhân dân, rồi cái gì, rồi những cái thằng mà từ mà kêu bằng hả, cái gì bí thư bí thiết rồi cái, tức là nó đúng ra là chúng nó phải là cả 100.000 đứa đem ra xử bắn hết Đảng Cộng sản Việt Nam. Tội chúng bay là đúng ra là đem ra xử bắn, không có dài dòng văn tự mà tranh luận kêu bằng giảm tội giảm điếc gì cả. Bởi vì chúng bay không không đáng sống, sống tụi bay tiếp tục là phạm tội không ích lợi gì hết. Tội chúng bay đem là sự bắn hết. Bây giờ làm sao? Tụi bây giờ tính sao? Bây giờ tụi bay cần phải nghe lời ta dạy bảo. Nếu bằng không á, thì tương lai người dân sẽ chẻ đầu tụi bay. Bởi vì Thượng Đế Toàn Năng sẽ chuyển mình. Ngài sẽ chuyển mình. Nghe chưa? Ngài sẽ chuyển mình. Đảng Cộng sản Tàu Cộng sẽ bị xử tử hình và cũng như sẽ bị chẻ đầu, dầm đầu. Thế thì Đảng Cộng sản Việt Nam chúng bay chạy thoát không? Tụi bay có gì vài triệu đứa mà trong đó thực sự ra thì chỉ có phải nói thẳng ra, có thẳng ra khoảng chừng 20-30 ngàn đứa Cộng sản Việt Nam chúng bay là tội đáng đem ra xử bắn, khoảng chừng 5-30 ngàn đứa. Còn còn lại là tội không đáng để mà xử bắn, có thể tha được. Còn Tàu Cộng thì chúng nó có khoảng chừng phải chừng trên dưới là khoảng chừng 5 triệu nha, đảng viên Tàu Cộng và những thành phần Hà Bá đó đáng đem ra xử bắn đó. Và người dân sẽ xử tội tụi bay, người dân sẽ xử tội Đảng Cộng sản Tàu Cộng và người dân sẽ xử tội Đảng Cộng sản Việt Nam. Đủ mẹ tụi mày tưởng tụi mày chạy khỏi lưới của trời á, đéo thằng nào chạy khỏi lưới của ông trời, không có thằng cặc, không có con bẹp nào chạy khỏi lưới của ông trời đó. Đủ mẹ tụi mày, đừng có bố láo bố liếu. Giờ tụi bay nghe lời ta thì tụi bay có thể được cứu, vậy đó. Tụi bay có cách cách nào tụi bay tìm cách đi, không tạo tất cả cơ hội dễ dàng cho bất cứ ai thông báo việc làm hội đồng lãnh đạo của Việt Nam và nhân loại do vua Việt Nam Phù Đổng Thiên Vương tái thế đang làm việc từ năm 1984 đến bây giờ, mà trước đó Thượng Đế Toàn Năng chuẩn bị cho ta mẹ, từ trước khi lọt lòng mẹ giáng lâm kỳ này, Thượng Đế Toàn Năng đã chuẩn bị rồi. Ta đang là một cái ánh sáng, mà ta đang một con ta 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 đang biến dạng thành một con đại hoàng, đại bàng vĩ đại mà là ánh sáng
Thấy không? Đạp đã bay đi chơi khắp càn khôn. Đùng một cái sự lệnh của Thượng Đế Đồng Năng ra lệnh bảo ta phải giáng lâm xuống quả địa cầu theo cái thời vận biểu mà ngài sắp xếp, và ta đã kêu bằng tự nguyện, và rồi ngài cho ta giáng lâm xuống quả địa cầu kỳ này, sinh ra ở tại miền Nam Việt Nam, miệt dòng sông Cửu Long. Tối ra mặt ngoài hết ngày cho giáng lâm. Mà khi mẹ ta mà kỳ này mang bầu, ta mẹ ta không có ăn ăn thịt ăn cá gì được hết, mà chỉ có ăn đồ chay, ăn rau cỏ với ăn tương ớt, tương không à, tương với uống thuốc nam thuốc bổ, chứ không có ăn rau, không có ăn thịt ăn cá gì được hết. Tại vì ta tiền kiếp ta là Phật sống của càn khôn, ta là tướng nhà trời, ta là Phụ Lãng Thiên Vương. Đến năm 4 tuổi giữa ban ngày, Thanh Thiên Bạch Nhật Thượng Đế Tôn Năng hiện ra dạy dỗ ta. Ngài quyền năng lắm, chúng ta gặp ngài là chỉ có bò lết thôi, chứ đừng nói đứng, đừng đừng ngồi không nổi, đừng đứng con mẹ gì, cho nên ngài do ra lệnh cho phép mới đứng dậy được giữa ban ngày tại miền Nam Việt Nam. Và đến giờ hôm nay khi có thì cần thiết những chuyện gì quan trọng liên hệ đến quả địa cầu và đến đời sống con người, nghe không, chuyện lớn đó, Thượng Đế Đồng Năng vẫn tiếp tục hiện ra cách này cách khác để dạy dỗ, để ban cho ta và bảo ta phải thông báo lại cho nhân loại. Ta là tiên tri vĩ đại sau cùng của Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại kể từ bây giờ cho đến ngày tận thế. Bởi vì các nhà lãnh đạo trên thế giới chúng nó cần phải nghe lời ta hướng dẫn. Thượng Đế Toàn Năng ra lệnh như thế. Và các nhà lãnh đạo các tôn giáo trên thế giới chúng nó cần nghe lời ta hướng dẫn, bởi vì Thượng Đế Toàn Năng ra lệnh như thế. Và người Việt Nam cần phải nghe lời vua mình hướng dẫn nha. Tôi nói trước nha, đồng bào, những ai mà không nghe lời tôi hướng dẫn thì tương lai đó nha, khi mà chúng ta trình diện cha trời Thượng Đế Toàn Năng đó nha, khi mà hồn bị lôi ra khỏi xác hoặc được đem ra khỏi xác, lúc đó tôi không có giúp đỡ gì cho quý vị được đâu. Những người nào mà hồn được đem ra khỏi xác thì may mắn, bởi vì có hơi hám nghe lời vua Việt Nam mình hướng dẫn, nghe chưa. Còn những kẻ nào mà không nghe lời tôi hướng dẫn, tôi cho ông bà biết luôn, hồn sẽ bị lôi ra khỏi xác, chứ không phải mà là được đem ra khỏi xác. Mà thông thường hồn bị lôi ra khỏi xác là sẽ bị quăng vào quả ngục nóng, lửa nóng nhiều ngàn độ, thiêu đốt nhiều ngàn năm, nóng như thế này nè, là á ớ này nè đó. Rồi sau đó là hồn, có những kẻ linh hồn sẽ biến thành mặt quỷ sa tăng xấu quắc như thế, chứ không phải là chuyện đùa nhé. Bây giờ sống để ở đây cho bà coi lần này. Và đồng bào, những ai mà chưa làm bổn phận của mình thì đây là cơ hội tốt nhất và là cơ hội cuối cùng để mà làm việc lập công chuộc tội hoặc là lập công bồi đức, nghe chưa. Thánh giống mệt mỏi lắm rồi à, để cho bà coi hình ảnh này ở đây này. Trong đây là hình ảnh chắc khuôn mặt cho trời xưa có phước lành đi chung để bảo vệ chúng ta và gia đình chúng ta nhé. Và ở đây có số account nữa để cho đồng bào, những ai mà sẵn sàng làm ước ao làm việc vĩ đại á, thì đây là cơ hội, hoặc là làm việc lập công chuộc tội hoặc là lập công bồi đức thì đây là cơ hội. Đồng bào có thể gửi check hoặc money order vào địa chỉ này, và đồng thời hoặc là có thể chuyển ngân thẳng vào trương mục Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và Nhân Loại. Cái account là Faith God Jesus Christ Bank of America, có ghi rõ ràng ở đây. Còn hình ảnh này, còn một cái hình ảnh này nữa. Hình ảnh ở bên đây là cái trang website của chúng ta. Đồng bào có thể copy hình ảnh khuôn mặt cho trời Giêsu miễn phí trên trang website của chúng ta là faithgodjesuschrist.com nha. Ok. Đó. Rõ ràng chưa? Để gần vô nè. Đó. Ok. Ok ha. Đây, thiện sư Xuất Thương gọi vào đây. Hello, mời thiện sư Xuất Thương lên tiếng ạ. Hello. Dạ, nghe nghe để thẳng là để gửi dạy được ông bà ngày hay là Được để rồi, cho được rồi. bài. Không, không, để sao cũng được hết á. Ừ. Dạ, để cho rồi. mà thoải mái thôi. Dạ, chúc Trung kính chào ngài Thánh Giáo. Mến Dạ. chào thiền sư.
Và chúc Trung xin thân chào tất cả quý vị đang nghe chương trình livestream của ngài đó. Thì chúc Trung hồi nãy giờ là ngài nói là chúc Trung đã nghe rõ hết. Thì cái vấn đề đó là ngài nói về cái bên cái đạo Tin Lành đó, là ngài nói đúng đấy. Đó thì là làm sao mà không có mẹ mà lại có mình được. Phải có mẹ rồi mới sinh ra được mình chứ. Đó. Cho nên là Đức Mẹ Maria là ngài là một người rất là đặc biệt, rất là cao quý, bởi vì ngài Đức Mẹ Maria là thọ thai ngài Giêsu mà. Đó. Cho nên là những người mà người ta nói những cái điều mà người ta không biết thì làm sao mà trở thành một cái tôn giáo được. Ngài có chuyện ngài gợi ý với chú Trung hầu ngài và cũng như thưa chuyện cùng tất cả quý vị đó ngài. Thì sư chúc công nghĩ như thế nào về cái hiện tượng mà Phụ Đổng Thiên Vương tái thế, tức là thánh gióng tái thế mà để mà làm việc lãnh đạo cứu dân của nước Việt mình, và đồng thời đóng thêm một cái tước vị là đạo trưởng thế giới để mà dạy dỗ cho các nhà lãnh đạo trên thế giới và các nhà lãnh đạo các tôn giáo trên thế giới, bởi vì chúng nó cần học hỏi về những sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế Toàn Năng ban cho và về những pháp lành phép lạ điềm thiên cảnh báo tận thế. Và chúng tôi nghĩ như thế nào và cái cách nào mà chúng ta có thể làm cho họ thức tỉnh để mà họ chấp hành, để họ làm bổn phận của họ. Câu hỏi này khó đó, không phải dễ đâu. Cái điều mà chúc Trung chỉ là người nhìn thấy bằng cặp mắt của mình, nhìn thấy rõ ràng cái sự việc chứ không phải là dùng cái lý trí để mà thấy. Dạ vâng. Thành thử ra đó là cái video clip mà lúc mà quý vị khác mà thâu lại cho ngài với ông Đốt Tờ Yêu đó. Đó thì cái đó là năm 2011 thì phải. Đúng vậy, hôm đó là cái hôm mà cầu nguyện cái thánh giống đến đó để mà hướng dẫn đồng bào cầu nguyện, và cái phép lạ mà cảnh cáo mà Chúa Giêsu cho hiện ra là cái mặt quỷ và cái phép lạ mà sống sống thần đó, là chụp ra chụp đúng ngày hôm đó đó. Ngày đó là có cái thằng có cái danh xưng là kêu bằng là đắc đắc từ yêu đó. Rồi chúc Trung mời ngài uống nước ha. Dạ vâng, mời Đó. mời thiền sư, tôi cũng ăn uống cái nước này. Dạ, mời mời Dạ đồng và bào. mời quý vị đang nghe chương trình uống nước. Thì nói cho đúng ra đó là cho đến ngay bây giờ đó, ngay cái giây phút mà chúc Trung đang hầu chuyện cùng ngài và thưa chuyện cùng tất cả quý vị đang nghe chương trình đó. Dạ, là cho đến bây giờ là chúc Trung chưa từng thấy có một cái vị sư nào đó, chưa từng thấy những cái vị sư nào thuộc về bên Phật giáo như là Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức đó, còn những cái bậc mà những cái thứ mà gian tu với ma tăng sư quốc doanh đó thì mình khỏi đề cập đến đó, chỉ nói là mấy cái vị mà tu là có chức như là Hòa Thượng Thượng Tọa hay là Đại Đức bên Phật giáo. Và bên công giáo thì gọi là cha linh mục, bên Tin Lành thì gọi là giám mục. Thì chúc Trung chưa từng thấy cái vị nào mà đứng giữa trời giữa đất cầu nguyện là thiên thượng thị hiện một cách vĩ đại như thế. Là vì khi mà ông Đốt Yêu ông đang nói chuyện với ngài và ngài cũng có nói sơ qua và
Lúc đó là thiên thượng là xuất hiện ở trên nền trời bằng một cái vòng tròn gọi là ngũ sắc. Dạ vâng. Chung quanh là ngũ sắc mà rất là lớn, rất là sáng. Đến nỗi quý vị đó là ai cũng sững sờ hết. Đó. Dạ. Ai cũng sững sờ hết rồi quý vị đó là coi như cũng chụp hình quay phim. Đó thì ngài cũng có quay phim và chụp hình lại. Yeah. Và khi mà chiếu lên trời đó, đó thì Trúc Trung đã nhìn thấy bằng cái con mắt thịt của mình chứ không phải là mình nghe, không phải đó. Và cái sự thị hiện của Chúa Giêsu, của thiên thượng để mà chứng minh một lần nữa cho nhân loại thấy là cái quyền năng của thượng đế, và đồng thời là thiên thượng giới thiệu ngài với họ cho ngài biết ngài là ai, cái vị trí của ngài là ai trong cái thế giới nhân loại này. Đó, thì ngay cả ông Đốt Người Yêu ông cũng nói là tôi thấy rất là lạ, là mỗi lần ông thánh giáo mà ông ra ông cầu nguyện là lại có những cái hiện tượng lạ. Đúng. Đó. Dạ sorry ngài. Dạ vâng. Thì đó là đó là những cái trả lời một cách rõ ràng, không có vu vơ mù mờ nơi đây đó, mà cũng không có thể dẫn chơi được đó. Chứ bây giờ thí dụ như mấy vị kia mà cứ tụng kinh gõ mõ giữa trời dưới đất suốt ngày suốt đêm, mà có thể là suốt tháng luôn cũng không có cái hiện tượng lạ như thế đâu đó. Cho nên á là cái vị trí của ngài thì hiện trong cái thế kỷ này rất là quý hiếm, nó cũng như là một sự vi diệu của thượng đế. Và ngài sẽ là người hướng dẫn nhân loại đi đúng theo cái con đường mà thiên thượng đã muốn, nó là như thế. Cho nên là những cái vị nào mà thậm chí bây giờ mà không nhìn thấy nữa thì cái nghiệp của họ quá nặng, nặng quá, họ cũng như quá nặng, cũng như là cái họ là tiểu can mà nghiệp nặng, thì nó đưa ra cái sự chắc người ta không có nhìn thấy. Và dẫu người ta có nhìn thấy thì người ta cái kiểu như là người ta không có có dám nhận, nó là như thế, người ta lại gọi là không có biết gì về thiên thượng hết. Đó, người ta không biết. Đó, nó là con thiên ngay cái chỗ đó. Dạ. Dạ mời ngài. Khổ nổi cái là con người chúng ta đó mình hay quên là cái chuyện là cái đời sống của mình đó, là từng giây từng phút là chúng ta lúc nào cũng nhờ vả và cậy trông vào hồng ân của thế giới thiên loại để mà chúng ta mới có cuộc sống hài hòa, để nhận thức cái gì và là cái gì. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta quên hẳn cái chuyện đó, để rồi khi mà những cái bài học vĩ đại quan trọng và cũng như những cái việc làm quan trọng nhất kể từ bây giờ cho đến ngày tận thế, Thượng Đế Toàn Năng đã ban cho, mà chúng ta thì vì cái sự u mê, tức là ỷ vào sức của mình, để rồi nhân loại chúng ta dễ phủ nhận những quyền năng của thế giới thiên loại ban cho chúng ta từng giây từng giờ từng ngày, và mãi mãi lúc nào cũng hy sinh và ban cho chúng ta. Nhưng mà cái sự sống á, liên hệ đến cả càn khôn, nó có một cái định luật, tức là cái gì phải ra cái gì ra cái đó, và cái gì nó cũng phải có một cái thời chuẩn biểu của nó, chứ không thể nào nó đoạn sợ bần muốn làm gì làm rồi tầm bậy tầm bạ rồi mẹ giống như đèn đỏ mà cứ vượt đèn đỏ hoài không được, ví dụ nó cái như vậy. Thì rốt cuộc rồi thì khi mà cái sự hiện tại bây giờ cái sự chuyển mình của thượng đế phải làm việc ra để mà quân bình càn khôn, và như quân bình quả địa cầu, cũng như quân bình đời sống của nhân loại,
Mà trong lúc nhân loại thì đang đang sống một cái thời mạt kiếp để chuyển vào thời thánh đức, và thượng đế đồng năng phải chuyển mình, phải làm việc, và ngài cảnh cáo, cảnh báo trước, lúc nào cũng cảnh báo trước hết đó. Nhưng mà nhân loại chúng ta lại quên, quên hoài, hoặc là cứ nói ôi từ từ để ngày mai tính, ngày mai tính, ngày mai tính. Giống như là những người mà tứ đổ tường đó, tức là ham ăn, ham uống rượu, rồi ham nhậu nhẹt đó, rồi ham hút sách, rồi ham cờ bạc, rồi ham đỉ điếm đó. Chơi bời bậy bạ ra, ăn chơi đầm bậy đầm bạ, rồi làm chuyện đầm bậy đầm bạ, rồi nói, thôi để ôi, làm thêm lần nữa rồi kỳ tới mình ăn năn sám hối, hoặc là ôi tuần tới rồi mình bỏ hút thuốc, bỏ uống rượu thí dụ cái, hay là bỏ cờ bạc, hay bỏ đi đủ bậy đại cái như vậy. Nhưng mà rốt cuộc mẹ cứ nói rồi rồi lại quên nữa thôi để tuần tới rồi bỏ, rồi tuần tới cứ năm này qua năm nọ kéo dài. Mẹ nó nhậu thì giống như là hũ chìm, mà hút thuốc là như ống khói tàu, đi đủ đỉ đủ đéo đủ tầm bậy tầm bạ, đủ đỉ cái đỉ đực thì lung tung xà bàn hết, tan tành xíu quách, nát tan gia đình hết các cái. Rốt cuộc cứ nói rồi tôi sẽ I will quit play game, tức là nó tôi sẽ bỏ cờ bạc, tôi sẽ bỏ đỉ điếm, tôi sẽ bỏ hút thuốc lá, tôi sẽ bỏ nhậu, đại khái như vậy. Nhưng mà sẽ cái vấn đề là chừng nào, when, chừng nào mới thực sự bỏ những cái tật xấu, đại khái như vậy. Thì cái con người chúng ta thì thôi, mẹ nó nữa, hình như là cái last name của con người chúng ta là đúng ra là phải là cái họ hưởng thụ, rồi lười biếng, rồi vu vơ mù mờ, giá mù say mưa, cứ mẹ cứ hưởng đi tính sao. Thà một phút quy hoàng còn hơn một mùa thu lỡ lối. Ù mẹ, cái linh hồn này bị lửa nóng nhiều hơn độ nó đốt chết mẹ luôn, vợ đó mà lỡ lối cái gì. Ù mẹ, sau đó là có những linh hồn ăn chơi làm bậy làm bạ, rồi tham lam lo đông đầy, túi tham không đáy gây tội ác. Rồi sau này linh hồn sẽ biến, bị đốt, lửa nóng nhiều độ thiêu đốt, rồi sau đó linh hồn biến thành quỷ sa tăng luôn, chứ ở đó mà chạy sao cho khỏi. Vâng, mời thiền sư tiếp tục. Dạ. Chúc trung thành thật cảm ơn ngài. Ngài đã nói là ở bên Úc này, nếu mà cái thành phần mà coi như là ác quỷ sa tăng cộng sản mà đụng chạm đến chút trung thì anh hùng chiến sĩ linh thiêng sẽ xử đạt luôn đó. Thì chút trung chân thành cảm ơn ngài cái điều đó, cái nỗi quan tâm của ngài đó. Thì cái sự việc thì ngài cũng biết được cái lý do rồi đó, là như vậy. Chút trung cũng nói với quý vị đang nghe chương trình là cái chương trình là livestream của ngài Thánh Giáo Vương Đạo Đại Việt, đại diện cho Hội đồng Cứu Nguy Dân tộc Việt và Nhân loại đó, thì giữa ngài Thánh Giáo và Chúc Trung không phải là tự phong thánh cho nhau, hoặc là nói những cái điều vu vơ mù mờ đó, là không phải như vậy. Nhưng đây là cái sự chọn lựa của Đức Thiên Thượng. Tôi muốn nói rõ cho quý vị nghe cái điều này. Đó là như thế. Cho nên là những cái gì mà ngài Thánh Giáo nói hoặc là như thế nào đó là tôi đều nhìn thấy hết. Vì thế mà tôi hay chia sẻ trong chương trình của ngài, để cho quý vị nghe mà thấy được rõ hơn những cái chi tiết. Trở lại là cái sấm lệnh mà mặt quỷ mà ngài thọ lãnh đó, ngài chấp hình đó, đó nhờ cái sự mà ngài thọ lãnh như vậy mà nhân lộ mới biết đó. Và cũng theo cái sấm lệnh này đó, thì thứ bảy ngày 10 tháng 11 2018 lúc 6:40 chiều đó, thì Chúc Trung đã chụp được một cái sấm lệnh rồng đứng đó. Thì cái sấm lệnh rồng đứng này, nếu mà quý vị nhìn vào mà phải ngồi xuống thì quý vị sẽ thấy được rằng cái rồng đứng đó chính là nước Việt Nam mình. Cái phần đuôi á là nước Mã Lai.
phần phía bên tay trái là Lào, Campuchia và Thái Lan, còn bên tay phải là Phi Luật Tăng. Ở đấy thì dòng đứng này nếu mà quý vị nhìn thật là kỹ thì quý vị sẽ thấy là rồng đứng có hai cái sừng, hai con mắt. Và cái điểm đặc biệt á là rồng đứng á, là thở ra một cái hơi thở cuối cùng, như là lấy cái tàn lực của mình để bung ra, để bay thoát khỏi và làm rúng động cái khu vực đó. À, cái lý do mà tôi nói là làm rúng động cái lý cái khu vực là bởi vì rồng đứng nước Việt Nam mình đã có bậc thánh giáng trần, đó chính là ngài Thánh Gióng. Tôi không có nói nịnh bợ gì ngài Thánh Gióng ấy đó, mà cái sấm lệnh này thì tôi đang viết bằng hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt, và tôi sẽ đăng tải trên mạng Facebook để cho quý vị nhìn thấy. Và bữa đó thì cũng may mắn cho tôi là tôi có quay lại một thước video clip khoảng chừng 1-2 phút để mà chứng minh cho quý vị biết rằng đây không phải là Photoshop đấy. Và cái sấm lệnh này nó ứng với một cái đêm, nó bổ túc cho một cái đêm y như mà ngài Thánh Giáo đã nói về cái sấm lệnh mặt quỷ hàng nhiều năm nay mà nhiều lần đó. Thì cái hình sấm lệnh cho biết là cái khu vực của Trường Sa đó, là cái tiếng Anh nó gọi là Spratly Island đó, Iceland đó. Thì khu vực này có thể sinh ra cái sự gọi là va chạm và từ đó làm nổ ra chiến tranh. Và cái khu vực này cũng thể hiện là một sự nứt nẻ do động đất sóng thần. Và một cái phần đặc biệt là phần cuối của nước Phi Lục Tăng sẽ nhập vào cái khu vực Hoàng Sa này đó. Cho nên là cái sấm lệnh mà ngài Thánh Giáo đã nói đi nói lại hàng bao nhiêu năm nay thì bây giờ là cái sấm lệnh gọi là đang khơi mào chuyển động. Và khi mà sự việc xảy ra đó thì chết rất là nhiều đấy. À, cho nên là cái sự chấp hành là quý vị nên vào cái trang Facebook Jesus Christ của ngài Thánh Giáo để quý vị in ra hai cái hình sấm lệnh gấp. Thứ nhất là hình của ngài Đức Chúa Giêsu, đó là sấm lệnh quan trọng, rất là quan trọng. Và thứ nhì là cái sấm lệnh của anh hùng chiến sĩ Linh Thiêng để quý vị đem kính thờ cầu nguyện để mà coi như là thiên thượng sẽ phù hộ cho quý vị. Quý vị có thể hỏi tôi rằng là ủa thiên thượng phù hộ bằng cách nào? Thì đây là tôi muốn nói rõ cho quý vị biết là khi mà chúng ta đó chết đi đó, nhiều người người ta nghĩ cái chết là cái chết của cái việc của người khác chứ không có liên quan gì đến mình, không có liên quan gì đến gia đình mình đấy, ví dụ vậy. Thì cái đó là một cái sự u mê, bởi vì quý vị là con người, mà con người thì đã là làm người ai cũng chết, thì mình là con người rồi mình cũng chết đấy. Thì khi mà cái sự việc nó xảy ra, quý vị có thể nhờ được cái quyền năng của ngài đó để mà ngài phù hộ cho quý vị vượt thoát, Chính hoặc xác. giả là quý vị và hoặc giả là quý vị mất, hoặc là quý vị chết, thì cái phần hồn của quý vị sẽ được cứu, sẽ được cứu đó. Đó, cho nên là quý vị cần phải coi như là suy nghĩ kỹ cái điều mà tôi đang nói để mà thờ phượng, để kính lạy và cầu nguyện. Mời ngài ngài. Dạ vâng, cái sự mà cái chi tiết mà thiền sư Trúc Trung bổ túc thêm đó là hoàn toàn chính xác, là bởi vì cha trời Giêsu đã hiện ra và ngài đã
cho biết như thế, và tôi đã thông báo rất nhiều lần. Và cái sự nhận thức của thiền sư Trúc Trung á, phải nói là đó là ân điển của cha trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho để mà tiếp hơi cùng Thánh Giống, bởi vì Thánh Giống mệt mỏi quá trời quá đất. Cách đây mấy tháng, cách đây khoảng 5-6 tháng à, Thánh Giống có cầu nguyện xin cha trời Thượng Đế Toàn Năng xin ngài ban cho một số bằng hữu lộ diện để mà đồng hành cùng Thánh Giống để làm việc, cho Thánh Giống mệt mỏi quá thì hết hơi hết sức rồi. Thì sau đó liền ngay sau đó là cha trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho vài vị để mà phụ giúp Thánh Giống làm việc. Thì trong đó thì có một vị ở Việt Nam và ở Úc Châu thì có thiền sư Trúc Trung, và có một vị nữa ở bên Mỹ thì hiện tại đang đồng hành cùng Thánh Giống. Thì cái câu mà thiền sư Trúc Trung nói là điềm rồng mà thở hơi thở, thở thật mạnh sau cùng để mình nhắc nhở nhân loại đó, tức là rồng thiên đó. Yeah. Vâng, cái chuyện đó là hoàn toàn đúng, là bởi vì vào coi này, hình ảnh này đây nè, đã hiện ra trên nóc building của văn phòng Hội đồng lãnh đạo của Việt Nam và nhân loại năm 2015. Đồng bào coi nè. Yeah. Và mới đây không lâu thì thiền sư Trúc Trung lại chụp được một hình ảnh có liên hệ đến cái hình ảnh này. Yeah. Yeah. Và thiền sư Trúc Trung nhận thức được một số điển của cha trời Thượng Đế Toàn Năng để mà modify, tức là để mà bổ túc thêm về việc làm của Hội đồng lãnh đạo của Việt Nam và nhân loại do vua Việt Nam và là tiên tri vĩ đại sau cùng của cha trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại. Và thiền sư Trúc Trung bổ túc thêm rất là chính xác. Vâng, cảm ơn thiền sư Trúc Trung. Và đương nhiên, yeah, trên hết, yeah, thì chúng ta cảm ơn cha trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà tổ tiên thánh thần trong họ Bách Việt chúng ta đã cầu bầu cho cái sự việc xảy ra ngày hôm nay, hiện tại bây giờ là nhân loại lần lượt sẽ để ý và kính nể việc làm Hội đồng lãnh đạo của Việt Nam và nhân loại, và đương nhiên từ đó nhân loại sẽ quý mến và kính nể dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta. Cái chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra đó. Cái vấn đề là sớm hay muộn, nếu mà sớm là do chính chúng ta phải làm phần vụ của chúng ta, phải đóng góp cái phần phục vụ của mình để cùng nhau thông báo một cách rộng rãi cho tất cả đồng bào nhân loại được biết, và nhất là cho người Việt Nam trong nước được biết khẩn cấp. Vâng, mời thằng sư chúc chung góp ý thêm. Dạ cảm ơn, dạ cảm ơn ngài. Thì như quý vị cũng rõ là sau khi tôi nhận cái sấm lệnh rồng đứng đó, thì tôi đã chụp hình và tôi có quay lại một thước video clip đó, và tôi mới gửi cho ngài Thánh Giáo cách đây 1-2 ngày. Dạ vâng. Để cho ngài Thánh Giáo thấy cái sự việc nó là như thế. Quý vị biết là rồng bằng mây mà thể hiện đứng trong cái tư thế đứng là hiếm gặp lắm. Đấy, bởi vì cái rồng đứng nó cho chúng ta thấy được rõ ràng đó là đất nước Việt Nam, và cái ý của thiên thượng muốn gửi đến là người Việt Nam không còn thời gian nữa. Nếu người Việt Nam mà không có gọi là thức tỉnh để mà lắng nghe những gì mà ngài Thánh Giáo nói thì rất là mệt. Đấy, và có thể là trong tuần này quý vị nào theo dõi Facebook thì sẽ thấy tôi đề cập bằng hai ngôn ngữ về cái sấm lệnh rồng đứng này đó, và tôi đã gửi hình ảnh cũng như là cái đoạn video clip cho hội đồng rồi. Vâng. Nghĩa là gửi cho ngài hội trưởng đó để mà ngài nắm rõ cái sự việc gì nó đang xảy ra. Đấy, cho nên là vì cái tầng điển tôi nó thấp cho nên tôi chỉ nhận lãnh nó đơn sơ như thế,
và tôi cũng định và tôi thấy ra như vậy. Cho nên là cái khu vực mà Trường Sa là khu vực sẽ đem đến cái ngồi nổ của chiến tranh đó. Và khi mà những cái thảm họa xảy ra thì cái khu vực đó bị tàn phá nhiều nhất đó. Ngài ngài nói đi ngài. Dạ vâng, nó sẽ ảnh hưởng tới khắp quả địa cầu, và đương nhiên ảnh hưởng nặng nề nhất là ở tại miệt Á Châu, tức là từ Đông Bắc Á Châu trải dài xuống Đông Nam Á Châu, biển biển đảo, rồi những quốc gia mà liên hệ đều ảnh hưởng hết, từ Nga Xô đến Tàu Cộng, rồi Mông Cổ, rồi Nhật Bản, rồi Đài Loan, rồi Nam Hàn, Bắc Hàn, rồi tới Việt Nam, rồi tới Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, rồi tức là nó ảnh hưởng tới hết. Kinh hoàng khốc liệt lắm. Thì đã nói là cái sự việc nó sẽ kinh hoàng lắm. Thì bây giờ tôi mới nói là chúng ta phải chấp hành sấm lệnh của cha trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho để mà làm việc thì mới giảm thiệt hại nặng nề. Chứ nếu bằng không thì kỳ này phải nói là hàng kêu bằng hàng triệu 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 người thiệt mạng trong vòng 24 tiếng đồng hồ đầu. Có thể là 5-30 triệu người, kinh hoàng lắm nhé, mà có thể đến lên hàng trăm triệu người, và liên hệ đến cả thế giới, kinh hoàng khốc liệt lắm. Thành ra bây giờ chúng ta phải chấp hành thôi, phải thông báo, phải cầu nguyện, phải thông báo để cho các nhà lãnh đạo trên thế giới, nhất là các cường quốc, họ tỉnh thức để họ kêu gọi dân tộc của họ cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, và để chuẩn bị. Bởi vì Thượng Đế Đồng Năng đang làm việc biến thiên, Ngài cần phải làm để mà cứu những người hiền hòa, Ngài cần phải làm để cứu những người thật sự quyết tâm ăn năn sám hối. Là bởi vì cái quả địa cầu này bây giờ quỷ nó quá nhiều, nó nhập vào con người á, rồi nó quậy, nó phá quá phá đi, nó hưởng thụ, nó ăn chơi, rồi nó bố láo bố liếu, rồi nó ôi sao đủ thứ tội ác kinh hoàng khốc liệt, nó nhơ nhớp quá rồi, thưa đồng bào quý mến. Yeah. mời thường xuyên ạ. Yeah. Thì chúc chung coi lại cái thước phim mà ngài đang ở trên cái YouTube á, mà và lúc mà ngài đứng ở ngồi với ông Đỗ Tuệ Yêu đó, rồi là cái vùng ánh sáng nó tròn xuất hiện ra như thế, và ngài là người đầu tiên phát hiện, ngài biết liền, ngài nói ô người chúa xuất hiện, thì quý vị đó mới nhìn lên đó. Thì chúng tôi thấy là nó vô cùng hiển linh, vô cùng hiển linh. Và cái vòng cầu ngũ sắc á, hiện ra là tượng trưng cho cái lời giao ước của Thượng Đế, tức là khi mà Thượng Đế chứng giám á, ngài thương ai và ngài chứng giám ai cái chuyện điều gì đó, là ngài sẽ tỏ hiện ra cái vòng cầu ngũ sắc để mà ngài cho biết là ngài thương và ngài chứng giám cái lời cầu nguyện cầu xin của cái vị nào mà cầu xin ngài. Thì đây là mà thấy không, ví dụ như hình Chúa Giêsu nè, đây nè, đây có vòng cầu ngũ sắc nè, thấy không đúng rồi đó. Đúng rồi, thì cái vòng cầu ngũ sắc này đồng bào biết á, là nó rất là vĩ đại, nó bao xung quanh mặt trời, và mặt Chúa Giêsu thì ở đây, thì cái hình này đó bề ngang đó, hàng trăm cây số, bề dài hàng trăm cây số, chứ không phải là cái hình nhỏ. Mà Chúa Giêsu chỉ cần trên dưới 10 phút đồng hồ để vẽ ra khuôn mặt của ngài như thế này để cảnh cáo nhân loại. Để rồi sau đó ngài hiện ra trong giấc ngủ thiền định, ngài phán là đó là khuôn mặt của ta, ta là Thượng Đế Toàn Năng, như lời ta đã phán, ta là Chúa Giêsu, và phước lành của ta đi cùng hình ảnh của ta. Nhân loại các con cần được biết và các con cần có để trong nhà, cũng như để những nơi trang nghiêm, để những nơi thật tâm cầu nguyện. Đó, nó rõ ràng như thế. Cái vòng cầu ngũ sắc đây là cái là tượng trưng cho lời giao ước của cha trời Thượng Đế Toàn Năng khi mà ngài chứng giám, bởi vậy ngài mới hiện ra. Mà bởi vì khi mà thánh giống cầu nguyện thì nhiều lần lắm, vòng cầu ngũ sắc bung phức ra liền bao xung quanh mặt trời, nhiều lần như vậy lắm. Thì ngày hôm đó
là ngày 1 tháng 1 năm 2011 thì Thánh Gióng có tổ chức cái buổi cầu nguyện mời đồng bào tới và đại diện tôn giáo tới để cầu nguyện và báo chí nữa. Thì ngày hôm đó thì có một số người tới, và khi mà Thánh Gióng tới, và trước khi Thánh Gióng tới thì có rất nhiều người có mặt ở đó, họ cũng cầu nguyện lẩm bẩm lung tung sờ bàn hết, nhưng mà không có chuyện gì, hiện tượng gì đặc biệt xảy ra đó. Nhưng mà khi Thánh Gióng có mặt tới thì đồng bào mừng lắm, nói rồi Thánh Gióng tới rồi, Thánh Gióng tới rồi, Thánh Gióng cầu nguyện thế nào cũng có phước lành phép lạ hiện ra. Thì y chang Thánh Gióng vừa cầu nguyện là chưa đầy 5 phút đồng hồ là cầu nguyện xong, trên dưới cũng khoảng 10 khoảng chừng 5-7 phút đồng hồ, thì lúc mà Thánh Gióng mà mở mắt lên, ngẩng mặt lên trời để cảm tạ Cha Trời Thượng Đế toàn năng, thì lúc đó là cái vòng cầu ngũ sắc phật lên bao xung quanh mặt trời, mà trước đó thì không có hình ảnh gì hết á. Thì cái chuyện đó là có thật, thì có nhiều người chứng giám đó. Vâng, dạ mời thiền sư. Chúc Trung cũng xin kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện để mà từ đó quý vị nhìn thấy rõ ra những cái người mà người ta nói những cái điều vô lý mà người ta không có biết người ta đang nói cái gì đó. Thì Giúp Trung chỉ kể lại thôi, cái câu chuyện thì cũng nhanh thôi chứ không có lâu lắm. Thì ngày xưa đó thì có một cái làng ở bên Việt Nam mình, có một cái làng thì không hiểu sao thì quan của triều đình mới xuống cái làng đó, rồi mới ra cái lệnh là giao cho cái làng đó là có hai con bò đực, hai con bò giống đực á, rồi là mới ra cái lệnh là cho cái làng này biết là trong một cái khoảng thời gian nhất định thì phải giao cho triều đình là một cái con bò thứ ba, tức là giao cho triều đình là cái con bò thứ ba là con bò câu á. À. Dạ. Cái thì cả làng đó là coi như là lo mấy cái ông mà gọi là trưởng làng đó đó. Lo, dạ lo. Lo là không biết phải đối phó bằng cách như thế nào. Đó. Thì mấy ông quan triều đình ông nói rất là rõ ràng, ngày tháng đó là phải đem giao thành ba con bò, mà nếu mà không giao được là mấy cái ông mà xã trưởng hoặc là làng thì cái nọ là sẽ là lãnh đủ đó, ngày xưa mà cái thời phong kiến đó. Thế thì dạ thì cái có cái ông đó, ông ở trong cái ban quản trị của cái làng, ông cũng lo đó. Thì ông có thằng con, dạ ông có thằng con, cái ông về ông nói chuyện với vợ ông là mẹ đó, đó. Ông có vẻ ông rất là lo âu, đó thì thằng con ông nói cái việc đơn giản như vậy mà ba giải quyết không được là sao. Cái ông nói thì mày nghe rồi, thì cái lệnh của vua với triều đình như vậy thì bây giờ tao làm sao tao làm được cái gì. Thì cái thằng con này á nó mới nói bây giờ ba có tin con hay không. Ông mới nói là tao tin mày thì tao tin cái chi. Nó nói bây giờ ba tin con á, dạ ba cái tin con á, ba nghe đi đó, đem hai con bò ra làm thịt. làm thịt hai con bò rồi phát hết cho cả làng đi. Ông nói ủa mày đứa giỡn, cái chuyện đó là chết chém đó mày. Đứa giỡn. Cái thằng này á nó mới nói không, ba cứ nghe con đi. Ông nói mày lấy cái gì mà mày cam đoan hắn. Nó mới nói là nó sẽ giải quyết được. nó nói với ông á là nó sẽ giải quyết được cái chuyện này, ba đừng có lo. Đó thì ổng mới lên tên cái ban quản trị của cái làng á, ổng mới nói lại là thằng con tôi á nó nói á là bụng mình đừng có lo với thằng á, bây giờ cứ nghe nó đi, coi như là đây là làm thích sự tái chia đều ra cho cả làng ăn, có gì nói chuyện trách nhiệm. Đó thì mấy ông này mới nói ổng viết xuống văn bản rồi ký, rồi mới dám đem hai cái con bò ra
để mà làm thi, để mà chia hết cho cả cả làng, vì cái làng nó cũng như là làng nghèo đói mà. Thì cái gần đến cái ngày mà giao ước để mà giao ba con bò, hai con bò thành ba con bò hoặc là bốn con nữa là càng tốt, giao cho và giao cho triều đình. Cái thì coi như là hai cha con mới đi lên triều đình đó, hai cha con đi lên triều đình đó, đi cũng một hai ngày, đi đi bằng ngựa mà. Thì dạ thì thằng bé này đó, thằng nhỏ này đó, nó mới nó dòm, nó ngó, nó lắp làm sao mà nó lột vô được cái cung điện của ông vua, nó lột vô được cái cung điện của ông vua, vì vì nó nhỏ, nó chui sao nó chui vô được, thì nó vô ở trong cái cung điện của ông vua, thì nó mới dòm vô, nó thấy là ông vua đang nói chuyện với mấy người quan đó, thì nó mới giả đò, nó mới ngồi nó khóc, nó khóc. Thì ông vua ông thấy, ủa nghe cái tiếng khóc của con nít, thì ổng mới nói mấy người lính mang quan ra coi thử có đứa nào nó khóc ở ngồi đó. Cái thì cái mấy ông này mới ra, mới thấy con thằng con nít nó ngồi nó khóc, cái mới vô mới nói chuyện với ông vua là có cái thằng thường thường dân, hình như con của thường dân thì phải, mà nó ngồi đến khóc. Thì ông vua và ông vua ông thấy lạ, ông thấy lạ, ông mới kêu đem nó vô, đem nó vô thử hỏi sao nó khóc đó. Thì ông vua ông nói, ủa chơi sao mà con khóc, thì nó mới nói là mẹ con á là mất lâu rồi đó, mà bây giờ con ở với ba, con muốn có em bé cho vui chứ, mà con nói hoài mà ba ba con ổng không có đẻ được, ba con ổng nói ổng tao đâu có làm được cái chuyện đó đâu, ngộ từ khi tao phải lấy một cái người vợ khác thì tao mới 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 có em cho mày được, chứ mình tao sao tao đẻ được Đúng vậy. đó. Thế thì ông vua ông cười, ông thấy thằng này kiểu như là ngây thơ đó ngài, ông mới nói sao mày ăn nó sao kỳ vậy, mày có biết cái chi cái chuyện người lớn không mà mày nói. Nó mới nói, ủa cái chuyện gì người lớn ngài, nó nói ổng vậy, ổng nói á, bây giờ á mày muốn mà có em mà bồng á đó, con mà muốn có em mà bồng á là con phải nói ba con là đi lấy một cái người mẹ khác mới được, thì lúc đó là con mới thấy là tao nói đúng. Chứ bây giờ mà ba ba của con ở mình sao sao có em gái được mà mày đến là mày khóc, thì nó mới nói vậy mà nhà vua nói như vậy thì tại sao nhà vua đem đến làng của con hai con bò đực, mà nhà vua ra cái lệnh cho làng con là phải đem con bò thứ ba thứ tư giao cho triều đình là sao đó. Thì ông vua ổng mới nhớ nhớ lại là còn hai ba ngày nữa là đến cái làng, đưa lính đến cái làng đó để mà hỏi là có bò hay không đó đó. Thì ông vua mới nhớ sực ra, té ra là ổng ra lệnh là đem hai con bò đực đến cái làng đó như thế. Thì nó nói là như vậy thì là vua có thấy vô lý không, thì ông vua không trả lời được đó. Nó là ông vua không trả lời được. Cái nó mới nói rằng thì bây giờ như vậy là ngài giải quyết làm sao. Ông nói nếu mà gặp trường hợp đó thì đây mới làm thiết thấu cho sao đó. Thì nó nói dạ thưa, dạ thưa ngài, ngài nói đúng là con đã nói người ta làm thịt ăn hết rồi. Là vì cái làng đó nó nghèo nó đói á. Đó, nhưng mà trên thực tế là ông vua đó là ông muốn tìm một cái người nhân tài nằm ở trong cái làng đó là ai để giải quyết cái câu chuyện này, nhưng mà té ra chính cái thằng nhỏ này là cái thằng giải quyết cái câu chuyện đó, thì ổng mới biết đây là một cái đứa nhân nhân tài của cái làng đó và cũng là cho cả nước Việt Nam mình đó. Thì rồi ổng mới biết chính đó là đứa nhân tài của cái làng đó
là bắt đầu là triều đình nuôi nắng nó, thì sau này nó trở thành cái người rất là hữu ích cho đất nước Việt Nam mình. Dạ. Hay quá, câu chuyện hay lắm. Dạ. Thành thử ra đó là cái mấy người mà bên đạo Tin Lành đó, mà nói hỗn láo với mẹ Đức Mẹ Maria là không được ạ. Không được đâu. Không được. Ừ. Vô lễ không được đâu, chết chắc. Đúng. Đó, bởi vì Đức Mẹ Maria là mẹ của Đức Chúa Giêsu mà. Đúng rồi. Đó. Cho nên là quý vị đó, người ta không biết người ta đang nói cái gì nữa. Thì mình đây mới câu chuyện là hai cái con bò Đức này, thì mình mới thấy được cái chức năng của giống cái nó rất là quan trọng đấy. Bỏ đầu chứ. Đó là như thế. Dạ. Đó, cho nên là mấy cái vị mà bên đạo Tin Lành đó là phải coi lại đó. Đó. Cho nên là ngài nói rất là đúng ở cái điểm này đó. Đó. Cho nên là quý vị ở bên Tin Lành là không có vô lễ với Đức Mẹ Maria như được đâu. Chết đó. Giỡn đâu. Không giỡn được, coi như là quý vị lớn có tuổi mình phải biết mình nói cái gì với nói cái kiểu đó, cũng như là cái chuyện quyền thoại quá là đâu có được. Dạ. Rồi dạ đến mời ngài nói về xíu cái chút trung chia sẻ tiếp ngài. Dạ. Vâng. Vâng, kính thưa đồng bào nhớ làm bổn phận của mình, phụ giúp hội đồng lãnh đạo của Việt Nam và nhân loại phân hóa sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại, cũng như phân phát ít nhất là 10 điềm thiên cảnh báo tận thế mà nhân loại cần được biết khẩn cấp, và đặc biệt là người Việt Nam trong nước cần được biết khẩn cấp, để mà chúng ta nhắc nhở cho nhau, cầu nguyện thường xuyên, mỗi nơi mỗi lúc, càng nhiều càng tốt, cầu nguyện và chấp hành sấm lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho. Nhờ đó mà nhân loại nhiều người sẽ được cứu khi mà sự việc biến thiên đang chuyển mình và sắp xảy ra. Và nhân loại chúng ta đang sống vào thời kỳ mạt kiếp, đang chuyển vào thời thánh đức, có nghĩa là tận thế đang chuyển mình và sẽ xảy ra đúng thời dụng biểu. Tôi cần nhắc nhở cho đồng bào chúng ta được biết khẩn cấp. Nói chung là đồng bào nhân loại, và nói riêng là đồng bào rất là quý mến của chúng ta là người Việt Nam. Chúng ta có những lúc chúng ta ăn chơi, có những lúc chúng ta phạm tội, có những lúc chúng ta lười biếng, có những lúc chúng ta cà kê dê ngỗng, có những lúc chúng ta giả mù say mưa, nhưng mà có những lúc chúng ta cần phải chỉnh tề, cần phải chấp hành, cần phải vâng lời, cần phải thiện tâm thật lòng chấp hành sấm lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại. Và sấm lệnh của ngài thì rất là đơn sơ mà dễ thực hành lắm, nếu mà chúng ta quyết tâm quyết định. Đó là chúng ta đừng có sống cho quá khứ, đừng có luyến tiếc những gì trong quá khứ, ngài phán bảo như thế. Mà chúng ta hãy sống theo những điều chỉ dạy của ngài. Ngài chính là Cha Trời Giêsu, ngài là hiện thân của Thượng Đế Toàn Năng, ngài hiện ra, ngài phán như thế. Và khi mà chúng ta làm được như thế thì chúng ta sẽ được nhiều phần thưởng, nhiều hơn trong quá khứ, và ngài đã có phần thưởng cho chúng ta ở nước thiên đàng rồi, ngài phán bảo như thế. Và ngài kêu gọi chúng ta phải thông báo cho nhau được biết. Nhân loại cần được biết khẩn cấp. Và vì thế đồng bào cần phải chấp hành. Cần phải chấp hành một cách chân tình, sốt sắng. Vâng. Và cũng như Thượng Đế Toàn Năng ngài đã hiện ra, ngài nhiều lần, và ngài đã nhắc nhở cho biết như thế, và ngài cho chúng tôi biết là ngài sẽ đặt nhà tạm của ngài là cái thành Jerusalem từ thiên đàng, ngài sẽ đặt xuống qua địa cầu để làm việc cứu rỗi nhân loại khi mà tận thế xảy ra. Và ngài phán bảo là ngài sẽ trở lại quả địa cầu đúng thời dụng biểu, không chậm trễ, và chúng ta cũng bổn phận phải thông báo cho nhau được biết. Vâng, kính thưa đồng bào thân mến, đó là những gì mà hội đồng của nguyên Việt Nam và nhân loại cần phải làm, và cần phải làm gấp rút và tiếp tục làm, và đồng bào có bổn phận phải nhập cuộc, bởi vì Thượng Đế Toàn Năng mời gọi tất cả chúng ta làm việc này, chứ không phải chỉ có riêng một giống dân nào hay là một cá nhân nào, mà là ngài mời gọi tất cả nhân loại hãy làm công việc vĩ đại này. Và công việc vĩ đại này quý giá, quan trọng hơn tất cả những công việc mà nhân loại đang làm kể từ bây giờ cho đến ngày tận thế. Ngài phán bảo như thế. Mời thì xin tiếp tục các vị. Thưa quý vị, tôi là Trúc Trung.
Trong cái việc chia sẻ của tôi trong chương trình livestream của Ngài Thánh Giám vào khoảng mấy tuần cuối của tháng 11 đó, thì tôi đã nói rõ là bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 2018 cho đến ngày 31 tháng 12 2018 thì những tên ác quỷ Satan cộng sản đó sẽ bị các ngài đến bắt, là từ 4 cho đến 7 tên. Thì đến ngày 1 tháng 12 2018 thì giám đốc về tài chính của tập đoàn công ty khổng lồ Huawei là Mạnh Vạn Châu đã bị chính phủ Canada còng tay tại phi trường Vancouver, là theo lệnh và yêu cầu của phía chính quyền Mỹ. Dạ thưa quý vị, là bắt đầu từ cái giai đoạn mà bắt cái bà Mạnh Vạn Châu của tàu cộng này, thì nó xảy ra những cái việc liên đới sau đó mà quý vị có thể theo dõi tin tức của thế giới, quý vị sẽ nắm rõ được đó. Và cái lý do tại sao mà tôi có thể nói trước như thế, trên thực tế đây là cái uy lực của anh hùng chiến sĩ Linh Thiêng báo ứng cho tôi biết mà tôi nói như thế. Còn quý vị tin hay không đó là cái việc của quý vị đó. Cũng như là trong cái giai đoạn ngày 16 tháng này thì phải, đúng là 16 chủ nhật ha, là cái tên Phạm Văn Thành 55 tuổi là giám đốc của ngân hàng Agribank của Việt Nam đó, là phát hiện là chết treo cổ ở tại nhà đó, ở Đắk Lắk đó. Đó thì nếu quý vị mà theo dõi tin tức thì tổng số là bây giờ nó lên đến 5 tên rồi, như vậy nó còn 2 tên nữa đó. Cho nên là cái việc này là cái việc làm của anh hùng chiến sĩ Linh Thiêng, quý ngài theo và độ trì phù hộ cho cái hội đồng cứu người dân tộc Việt Nam và nhân loại để làm những cái công việc thuận lợi. Và quý vị biết là tại sao mà chính quyền Mỹ yêu cầu chính quyền Canada bắt bà Mạnh Vạn Châu này, là bởi vì nó có liên quan đến cái vấn đề an ninh mạng của Việt Nam. Dạ nó liên quan đến đấy đó. Mà theo cái lệnh của Mỹ là bà này đã qua mặt, bà này và công ty Huawei đã qua mặt các ngân hàng của đa quốc gia đó, cho nên là vi phạm, làm cho những cái ngân hàng này vô tình vi phạm cái lệnh trừng phạt của Mỹ. Đó là lý do mà bà ta đã vi phạm pháp luật, cho nên là bị tra tay vào cào. Cho đến hôm nay thì cái sự ảnh hưởng liên đới việc bắt Vạn Mình Châu của tàu khảm cho đến hôm nay đó, ngay giây phút mà tôi đang nói đây, là phía tàu cào đã bắt 3 người của Canada mà không có đưa ra cái lý do chánh đáng tại sao bắt họ đấy. Cho nên là cái tụi này nó là rất là lục rừng. Dạ vâng, chúng ta hãy để cho chúng nó bắt và chúng nó bớ với nhau. Nó bắt nó bớ rồi nó đến một cái phút mà chúng nó càng ngày nó càng kêu bằng rối nùi đó, nó rối càng ngày nó càng rối, nó không gỡ được. Lúc đó thì chúng nó, các cường quốc trên thế giới phải chạy tới tìm đến vua Việt Nam để mà van xin để mà vua Việt Nam mình và dàn xếp như thế nào theo lệnh của cha trời Giêsu và của đại diện của tất cả quý anh hùng chiến sĩ Linh Thiêng trên khắp mặt trận trên quả địa cầu sẽ giúp chúng ta giải quyết
sẽ giúp các nhà lãnh đạo trên thế giới, bởi vì chúng nó lần lượt sẽ rối nùi và sẽ gầm gừ và sẵn sàng cấu xé lẫn nhau. Và lúc đó chúng nó mới chợt nhớ ra rằng là cứu tinh Việt Nam và là vua Việt Nam, và đồng thời tiên tri vĩ đại sau cùng của cha trời Thượng Đế toàn năng ban cho đã nhắc nhở từ năm 1984 cho đến bây giờ, và đặc biệt là từ 29 tháng 8 năm 2009 cho đến bây giờ. Và tất cả những cái hồ sơ này, những hồ sơ nhắc nhở này có lưu giữ tại Hàn Lâm Viện Thế Giới, US Congress Public Library. Vâng, rõ ràng như thế. Mời thường sư tiếp tục cái vấn đề thường sư kêu bằng với rớ vào cái vấn đề mà điệp báo mà an ninh mạng mà của cái con Vạn Mạnh Châu, con quái tặc Sa Tăng, phải không? Quái tặc Sa Tăng, nó làm việc của bọn Sa Tăng Cộng sản Tàu Cộng mà, thì đó nó chỉ huy cái phần kỹ thuật để mà nó siết cái luật an ninh mạng. Đúng rồi. Vậy thiền sư, tôi không ngờ, tôi cũng không ngạc nhiên, bởi vì tôi đã cầu nguyện cho thiền sư, tôi xin Thượng Đế Thượng Sư soi sáng thiền sư và cho thiền sư confident, nó tự tin và đồng thời bình an để mà nhận lãnh những cái thiên điển, những sự hướng dẫn đặc biệt của Thượng Đế toàn năng. Thành ra tôi không ngạc nhiên đâu, thiền sư Thượng Đế toàn năng cho thiền sư nhìn tới cái sự việc đó. Vâng, và thiền sư đề cập rất là chính xác, rõ ràng cái chuyện đó là có thật. Vâng. Dạ. Cho nên là và chúc trung chân thành cảm ơn ngài, bởi vì anh hùng chiến sĩ linh thiêng đó, trong giấc ngủ đó thì mấy ngài có báo ứng đó đó ngài. Dạ vâng. Đó, đây không phải là cái chuyện mà bối ra ma quét nhà ra rác đâu, không phải là cái chuyện mà chó táp phải ruồi đâu à. Vâng, có đâu. Chết á, đùa giỡn là chết không giỡn đâu. À, quý vị cộng sản nào mà không lo ăn sám hối là chết đến nơi đó. Đúng vậy. Quý vị thưa ngài và tất cả quý vị là trong cái tuần lễ vừa qua đó thì Mỹ là chuẩn bị đi ra một cái dự luật mới để mà cấm cử các quan chức trung cộng đến Mỹ vì đã cô lập Tây Tạng. Thì quý vị biết rằng là cái sự mà chúng nó mà thực hiện cái vấn đề mà an ninh mạng, mục đích chính của chúng nó là cô lập người Việt Nam đối với cộng đồng thế giới bên ngoài, để mà chúng nó giết dân Việt Nam cũng như trường hợp mà chúng nó giết dân Tây Tạng đó. Đúng vậy. Đó. Và mà trong cái từ ngữ ngoại giao và chính trị thì người ta gọi là cô lập, nhưng mà trên thực tế đó là nó giết, nó tàn sát, là như thế. Bịt miệng đó, nó bịt miệng đó. Đúng rồi, tức là nó, quý vị biết là cái lý do mà tại sao mà nếu mà nó dùng đến cái luật an ninh mạng thì nó vi phạm luật quốc tế hay không, là bởi vì nó như thế này. Vào năm 1995 đó thì ông Tổng thống Bill Clinton, ông đã ký kết cái lệnh dỡ cấm vận của Việt Nam đó, để cho Việt Nam tham gia với cộng đồng tài chính của quốc tế để mà làm ăn mua bán đó. Ví dụ như bây giờ là mình gửi ra điện thư đi thì bên đối tác người ta sẽ nhận đúng, và người ta gửi ngược lại mình cũng nhận đúng, kể cả vấn đề điện thoại cầm tay cho đến bây giờ đó. Thì cái an ninh mạng nó đã có từ cái giai đoạn đó, chứ không phải là đến bây giờ nó mới có đấy. Thì chính quyền cộng sản Việt Nam đã ký cái cam kết đối với Mỹ là phải tuân thủ về cái an ninh mạng đó. Thì bây giờ coi như là theo thời gian là nó mới muốn lấy cái của quốc tế xài mà Việt Nam đang xài đó, nó bứt ra, nó đưa cái hộp của thằng Tàu Cộng vào đấy. Thì quý vị mua tất cả những cái điện thoại là của chúng nó, quý vị nói chuyện nó cũng biết, mà quý vị chỉ thấy với nhau ở trong nước thôi, chứ không có thấy được cái thông tin ở bên ngoài đấy. Thì nó cô lập cái tiếng nói,
những cái tiếng nói phản kháng và nó giết đồng bào Việt Nam để mà không chứ không thấy đó. Và đó là lý do mà chính quyền Mỹ người ta đã nói đến cái dự luật mà cấm cản các quan chức trung cảng đến Mỹ, là vì cô lập Tây Tạng. Lưỡng viện của Quốc hội Mỹ đó là đã thông qua cái dự luật này rồi, là cái dự luật này đó nó yêu cầu trung cảng là phải mở cửa để các công dân Mỹ được đến tiếp cận với Tây Tạng, là khu vực mà trung cảng đã luôn luôn bị chỉ trích là đã xâm phạm thô bạo về nhân quyền và tự do tôn giáo. Nếu Trung Cộng vẫn cứ tiếp tục cô lập Tây Tạng thì Mỹ sẽ ban hành lệnh trừng phạt các quan chức Trung Cộng liên quan đến chính sách để cô lập Tây Tạng. Theo cái kiểu là ở đời mà mình sống thì có qua có lại thì mới tội lòng nhau. Đúng vậy. Thì khi và khi công dân của Trung Cộng đã có thể đến Mỹ một cách dễ dàng thì ngược lại công dân của Mỹ cũng có thể đến Tây Tạng một cách dễ dàng, đặc biệt là đối với những nhà báo, những nhà ngoại giao của Mỹ, kể cả những người Mỹ gốc Tây Tạng muốn về thăm lại cố hương của họ. Thì để mà cái dự luật này á nó được ủng hộ là cũng qua cái nhóm người ta gọi là cái nhóm ICT. Cái nhóm này là ngài biết ICT, I có nghĩa là viết tắt cho chữ International, còn chữ C là viết tắt cho chữ là Campaign, T là For Tibet, International Campaign for Tibet là cuộc vận động quốc tế cho Tây Tạng. Là cái nhóm này người ta gọi là cái nhóm vận động quốc tế cho đất nước Tây Tạng. Thì cái nhóm này là làm việc và rất gần với Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 của Tây Tạng. Thì cái nhóm ICT này là cho biết rằng á, là cái dự luật này đã được nhận sự ủng hộ toàn diện của Quốc hội Mỹ. Đấy là do cái nhóm này là đưa những ý kiến đó ra nữa. À, và cái sự mà đồng ý của Mỹ là như đã gửi một cái thông điệp đến cho Trung Cộng rằng người Mỹ đã, đang và sẽ quan tâm sâu sắc tới các tình hình ở bên trong của Tây Tạng cùng các chính sách cô lập Tây Tạng mà Trung Cộng đã áp đặt bấy lâu nay. Thì mà trong tuần này là cách đây mấy ngày thì khi cái dự luật này nó vừa được coi như là tham khảo là tờ Hoàn Cầu Thời Báo của Đảng Cộng sản Trung Cộng đã có bài viết để phản bác về cái dự luật này. Thì cái phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng là Lục Khảng là nói dự luật này là đã can thiệp đến chuyện nội bộ của Trung Quốc và liều lĩnh không thèm đếm xỉa đến sự thật, cũng như đi ngược lại chuẩn mực cơ bản về quan hệ quốc tế. Ngài nghe nó nói đã không? Nó là mẹ. Nó ngược nó đạo à. Nó nói ngược đó. Nó nói như thế này: dự luật này đã can thiệp đến chuyện nội bộ của Trung Quốc và liều lĩnh không thèm đếm xỉa đến sự thật, cũng như đi ngược lại những chuẩn mực cơ bản về quan hệ quốc tế. Mỹ người ta cười tự thôi. Và thế nhưng việc làm hết sức tàn ác man rợ của Trung Cộng đối với Tây Tạng trong mấy thập niên qua đã chứng minh mọi điều hoàn toàn ngược lại. Dự luật là hành động ứng phó về công bằng. Mỹ đang thách thức các chính sách của Trung Cộng, không chỉ về thương mại hay kinh tế mà còn cả về nhân quyền, quyền tự do di chuyển để tiếp cận, tự do về thông tin, và đặc biệt là Trung Cộng phải thượng tôn luật pháp của quốc tế. Và cái tin sau cùng là rất là tốt, là có nhiều khả năng là Tổng thống Donald Trump sẽ đặt bút ký cái dự luật này trở thành luật. Và cái dự luật này đó đã được đa số đảng viên Đảng Cộng hòa của ông Tổng thống Donald Trump ủng hộ.
thì người ta đi trước như thế. Cho nên là nếu mà chúng nó mà manh nha mà tàn sát người Việt Nam như chúng nó đã đang tàn sát dân tộc Tây Tạng, thì dĩ nhiên là Mỹ và cộng đồng quốc tế, mà đặc biệt là Mỹ, là ra tay trước đó. Dạ, dạ, kính mời ngài. Dạ. Vâng, cái sự việc nó chắc chắn nó là đi đến cái trình giai đoạn như thế. Và ở đây tôi cần nhắc nhở cho đồng bào được biết, thì đó là cái việc làm của thế giới bên ngoài, nhưng mà cái phần của chúng ta đó là chúng ta cần phải làm. Việc của chúng ta là chúng ta phải thông báo cho người Việt Nam trong nước được biết cái cách mà giải tán thế giới cộng sản như thế nào, mà tôi đã thông báo bao nhiêu năm nay. Chúng ta hãy dùng quyền năng của cha trời Giêsu ban cho qua những sấm định mới nhất của ngài, và đặt trọn niềm tin vào ngài. Chúng ta thông báo cho người Việt Nam trong nước từ Nam ra Bắc, từ Bắc với Nam được biết, rồi chúng ta cầu nguyện, ra đường cầu nguyện và cầu nguyện là thế giới cộng sản sẽ tan rã. Cái đó là cái chính. Còn cái chuyện mà thế giới bên ngoài sẽ hành xử với bọn Sa Tăng Tàu Cộng và với bọn Cộng sản Việt Nam, thì đó là cái chuyện riêng của người ta. Người ta cần phải làm thôi. Nhưng mà cái phần của chúng ta là chúng ta phải làm chuyện của chúng ta. Bởi vì đến một cái lúc mà không thể con người không thể giải quyết được á, thì lúc đó con người mới kêu trời. Và cái tình trạng hiện tại thế giới bây giờ là con người cần phải kêu trời để mà được cứu. Cái chuyện rõ ràng như thế. Mà khi mà kêu trời á, tức là trời bắt buộc ra lệnh là phải chấp hành sấm lệnh của ông trời. Và sấm lệnh đó, vua Việt Nam chúng ta, hội đồng lãnh đạo của Việt Nam và nhân loại, do cha trời Thượng Đế Toàn Năng lãnh đạo, cùng ông bà tổ tiên thánh thần trăm họ Bách Việt chúng ta, và cùng tất cả quý anh hùng chiến sĩ linh thiêng trên khắp các mặt trận trên quả địa cầu đang làm việc, đã và đang thông báo, đang thông báo mấy hôm nay, và chúng ta phải tiếp tục thông báo. Bởi vì nó, tôi đã nói rồi, nó càng ngày cái càng rối, nó bấn loạn, và đến cái lúc mà sau cùng là họ phải nghe lời sấm lệnh của Thượng Đế Toàn Năng ban cho. Những kẻ nào cãi thì kể như những kẻ đó và quốc gia của họ sẽ bị hủy diệt nặng nề. Bởi vì Thượng Đế Toàn Năng có quyền năng quăng những cục đá thiên thạch ở ngoài vũ trụ vô bất cứ một cái quốc gia nào trên quả địa cầu hống hách kiêu ngạo không nghe lời sấm lệnh của Thượng Đế Toàn Năng. Và Thượng Đế Toàn Năng có quyền ra lệnh cho thần đất, thần nước, thần đá trỗi dậy để tạo ra những cái sóng thần, những cuộc động đất để tiêu diệt những cái quốc gia nào mà hung dữ ác độc, không nghe lời sấm lệnh của Thượng Đế ban ra, ban cho. Mà vua Việt Nam chúng ta đang nắm trong tay và đã thông báo bao nhiêu năm nay và được lưu giữ tại Hàn Lâm Viện Thế Giới US Congress Public Library. Rõ ràng như thế. Thành ra chúng ta phải làm bổn phận của chúng ta. Chúng ta nói ôi bây giờ mình không làm, có ông trời làm, mình không làm, có các quốc gia ở ngoài làm. Ôi chuyện người Việt Nam để người Việt Nam lo. Người Việt Nam là chuyện của người Việt Nam, ở Việt Nam lo. Còn chúng ta ở hải ngoại là biển chúng ta có nhiều tự do, có nhiều cơ hội để mà gây ảnh hưởng, để nhắc nhở, để thông báo cho nhân loại được biết. Và chuyện quan trọng là chúng ta phải thông báo cho người Việt Nam ở trong nước được biết. Bởi vì họ cần được biết để họ mới đứng lên, họ có sức mạnh, họ làm việc. Chứ bây giờ ở Việt Nam họ đứng lên họ có gì? Không có gì hết. Đứng lên bạo động à. Bạo động là sẽ bị tàn sát. Còn đằng này chúng ta đứng lên với hình ảnh khuôn mặt cha trời Giêsu có phước lành đi chung để bảo vệ chúng ta và gia đình chúng ta. Chúng ta đứng lên ra đường cầu nguyện với hình ảnh anh hùng chiến sĩ linh thiêng đại diện cho tất cả quý anh hùng chiến sĩ linh thiêng trên khắp các mặt trận trên quả địa cầu. Chúng ta cầu nguyện trong lúc thế giới theo dõi và satellite ở trên trời người ta theo dõi. Nghe không? Và quyền năng trên hết là quyền năng của cha trời Thượng Đế Toàn Năng, ngài theo dõi từng giờ từng phút, họ ngài theo dõi. Khi mà chúng ta từ Nam ra Bắc, từ Bắc với Nam cầu nguyện cùng lúc nhắc nhở cho cộng đồng thế giới được biết về những sự việc này, thì thế giới sẽ quan tâm và chúng ta cầu nguyện, Thượng Đế Toàn Năng theo dõi chúng ta cầu nguyện. Và nếu mà tụi Tàu Cộng hay Việt Cộng nó rục rịch một cái đàn áp người dân, khi mà chúng ta ôm những hình ảnh này cầu nguyện đó, nghe không, thì lúc đó Thượng Đế Toàn Năng sẽ xử phạt Tàu Cộng ngay tức khắc. Ngài sẽ ra lệnh thần đất, thần nước trỗi dậy và sẽ nhận chìm Tàu Cộng xuống biển nước. Còn Đảng Cộng sản Việt Nam thì chúng nó chỉ có cách mà quỳ gối xuống, dập đầu tạ lỗi, tạ tội để khỏi bị xử tử hình, khỏi bị chặt đầu, khỏi bị dầm đầu.
chuyện đó rất là dễ hiểu. Và đương nhiên thế giới nó càng ngày nó sẽ như vậy đó, nó cứ tìm cách nó chơi nhau các cái, nhưng mà nó quên một điều rằng là luật lệnh của con người, sức mạnh của con người không bằng luật lệnh và sức mạnh của Thượng Đế toàn năng. Ông trời ông tác tạo ra chúng ta, ông có thể lấy mạng sống của chúng ta bất cứ lúc nào. Ông trời ông có thể lấy mạng sống của thằng Tập Cận Bình bất cứ lúc nào. Ông trời có thể lấy mạng sống của chính quyền Mỹ của ta nào trong bất cứ lúc nào. Ông trời có thể lấy sự sống của thằng Putin bất cứ lúc nào. Đúng vậy, đúng vậy. Yeah. Vâng, mời yeah, thầy sư. Đúng vậy, dạ, yeah, đúng vậy thầy. Dạ vâng. Yeah. Mời thầy sư tiếp tục cái góp ý để thầy giống lấy một cái ly nước ấm nha. Dạ, dạ, mời dạ, mời dạ. Ngài uống nước nha. Dạ. Dạ vâng, dạ vâng. Mời quý vị uống nước nhé. Dạ, nghe lấy nước chưa? Dạ có rồi, có rồi, có đầy đủ. Vâng, à, có nước rồi. Dạ, dạ. Dạ để chúc Trung tiếp tục một xíu, rồi chúc Trung xin phép ngài chúc Trung xuống, bởi vì cái điện thoại nó cũng sắp hết pin rồi đó ngài. Rồi mời, dạ. Dạ, cho nên là quý vị thấy rằng là cái việc chia sẻ mà tôi vừa thực hiện vừa rồi đó. Thì cái nhóm ICT, tôi lặp lại là cái nhóm ICT, có nghĩa là International Campaign for Tibet, là cái nhóm vận động quốc tế cho Tây Tạng. Cái nhóm này rất là quan trọng, bởi vì cái nhóm này là người ta làm việc với Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 của Tây Tạng. Đó, cho nên là người ta mới đưa ra những cái gọi là chứng cứ, chứng minh để cho Quốc hội Mỹ nhìn thấy, để mà Quốc hội Mỹ làm ra cái dự luật. Thì cũng đem cái điều này để mà so sánh là quý vị nhìn thấy rằng là cái hội đồng cứu nguy dân tộc Việt Nam và nhân loại do ngài Thánh giáo là Vương Đạo Đại Việt làm hội trưởng để đại diện rất rất là quan trọng. Đó, cho nên là quý vị cần nên nhìn thấy cái điều đó, nhìn thấy cái điều này để mà quý vị đừng có sợ hãi nữa, cứ nương theo cái những gì mà ngài Thánh giáo là truyền đạt để mà làm cho nó đúng, bởi còn không là không, chúng ta không còn thời giờ nữa. Cho nên là quý vị sẽ nghĩ gì nếu mà khi mà tụi Tàu Cộng nó thực hiện cái an ninh mạng này vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, còn khoảng vài tuần nữa, và sau đó nó cô lập quý vị, thì quý vị sẽ cảm thấy cái cuộc sống của quý vị và sinh mạng của quý vị như thế nào đấy. Cho nên là theo tôi thấy là tha thiết yêu cầu quý vị hãy lắng nghe cái chương trình của ngài Thánh giáo và làm theo, làm đúng như những cái gì mà ngài Thánh giáo đã từng nói. Dạ.
Chúc Trung chỉ nói sơ những điểm như thế. Lại ra cũng có một vài điều nữa, nhưng mà vì cái điện thoại nó báo là sắp hết điện, hết pin rồi đó ngài. Bởi vì khi Chúc Trung chia sẻ vì mình ở xa đó, cho nên mình phải gắn cái earphone, cái phone tai là mình nói nó mới rõ. Dạ. Thành thử là không có sạc được. Dạ. Nó có, nó còn hai ba điều quan trọng nữa, nó có liên quan đến với mấy người bên Mỹ mà nói không có đúng về cái hội đồng của ngài đó. Đó là chúc, dạ chúc tôi muốn lên tiếng để cho những cái quý vị đó biết. Dạ, nhưng mà vì rất tiếc là cái điện thoại nó bị hết pin bất ngờ nè. Dạ vâng. Dạ thì chúc Trung là xin mến chào tạm biệt ngài ở đây và chào tạm biệt hết tất cả quý vị nhé. Vâng. Vâng, chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ thêm về cái phần mà Thiền sư Chúc Trung vừa đề cập đó. Đồng bào thấy đó, dân tộc Tây Tạng, đất nước Tây Tạng chúng ta, họ có một cái vị lãnh đạo đó là Đạt Lai Lạt Ma. Còn người Việt Nam chúng ta thì mong chờ vị cứu tinh Việt Nam hàng năm 600 năm nay, là từ thời mà sau khi Đức Thánh Trần Đạo, sau đó là có tới anh hùng áo vải Lê Lợi, nghe không? Rồi sau đó là tắc liệm luôn. Đến bây giờ là kể như là trên dưới 500 năm. Người Việt Nam chúng ta mong chờ vị lãnh đạo, vị cứu tinh. Và bây giờ vị đó đã xuất hiện, đã và đang làm việc. Mà trong lúc thì hầu hết 6 nhóm Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, Việt Tị Nạn, Cộng sản, đại diện tôn giáo, truyền thông, truyền hình, báo chí, Việt ngữ, chúng nó đã đổi họ, trăm họ Bách Việt thành họ Thủ. Đủ mẹ tụi mày nha. Hầu hết chúng bay là cái quân mất gốc, mất dạy. Nghe không? Chúng bay tiếp tục như thế, chúng bay sẽ chết sầu muộn. Chúng bay lần lượt sẽ sắp hàng đi vô nghĩa địa, chết sầu muộn các con ạ. À. Đồng bào thấy dân tộc Việt Nam mình nhục không? Sáu nhóm, hầu hết sáu nhóm Việt, sáu nhóm khốn nạn tôi đã nhắc nhở là mệt lắm rồi. Nếu mà chúng nó nghe lời, nghe lời cứu tinh Việt Nam mình, cái người lãnh đạo do trời chỉ định để làm việc đó, thì đất nước Việt Nam chúng ta đã được giải cứu rồi, dân tộc chúng ta đã được giải cứu lâu rồi. Từ mà thập niên 90 lần chứ không phải chờ đến bây giờ. Mà đến giờ này chúng nó chưa có đục địch gì hết, hầu hết chưa có đục địch gì hết. Đồng bào thấy nhục không? Nó nói bục nhà không thiên là vậy đó hả? Đủ mẹ tụi mày. Biết vậy đó, tao đè má tụi bay, tao đủ má tụi bay hết. Đẻ ra tụi bay đéo có ngu, sủng động, hỗn sược, sất láo, bố liếu, ní nụn con đỉ mẹ tụi mày. Mẹ mày đâu có làm đỉ đâu. Mẹ tụi bay, mẹ sẻ chim ra đẻ đau lắm. Đẻ ra tụi bay là một bầy ngu sủng, hầu hết chúng bay, cá mè một lứa. Cái quần khốn kiếp. Bởi vì ta ra đường ta muốn nhìn mặt tụi bay là vậy đó. Tụi đó đây nhăn nhãn là khóc đó. Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, Việt Tị Nạn, Cộng sản, đại diện tôn giáo, truyền thông, truyền hình, báo chí, Việt ngữ. Đủ mẹ tụi nó. Tụi nó làm như không chuyện gì xảy ra hết. Ở Việt Nam thì những người mà đau khổ hiền hòa người ta biết á, ta biết vua Việt Nam mình xuất hiện rồi. Cứu tinh Việt Nam mình xuất hiện, mình mừng lắm. Thông báo cho nhau siêng năng lắm. Bục nhà ông thiên. Từ những cái thằng đại diện tôn giáo, những con đại diện tôn giáo cho tới hội đoàn đoàn thể, chính đảng chính điếc. Đủ mẹ tụi mày, chính đảng cái gì tụi mày? Chính đảng chính điếc đại diện cộng đồng tụi mày đại diện cho ai? Hầu hết tụi bay đã nhận tiền của Tàu Cộng, của Việt Cộng rồi. Đủ má tụi mày. Quần khốn kiếp. Mà bây giờ đồng bào có cần phải cậy trông vào hầu hết sáu nhóm Hà Bá này không? Đủ mẹ tôi nói, để tôi nói sắp hàng vô nghĩa địa chết sầu muộn đi, cho kệ mẹ tôi nói. Để cho tụi bay đó nhục nhã sầu khổ nghe các con, rồi chúng bay thức tỉnh,
mà ta e rằng lúc đó mẹ chắc trễ hết rồi. Chúng bay sẽ chết nhục nhã, sầu muộn, và chúng bay, hồn chúng bay sẽ bị nhốt chung với nhau. Còn ở Việt Nam, những thành phần mà ăn chơi, nhậu nhạc, đĩ điếm được cái đủ mẹ, những thứ đó sống chật đất, sống làm đéo gì. Cho nó chết mẹ luôn đi. Nhắc nhở nhiều đủ rồi, nhắc nhở cho tụi nó nghe, không nghe kệ mẹ tụi nó. Cũng như là ở hải ngoại đó, hầu hết 6 nhóm Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, Việt Tị Nạn, tụi nó ở tùm lum tà la đó là. Nhắc nhở tụi nó nghe, không nghe kệ, kệ tụi nó, ở đâu đi tụi nó làm chi. Nếu mà chúng nó nghe lời, làm bổn phận của chúng nó, thì cái việc mà giải tán thế giới cộng sản để cứu dân tộc đất nước Việt Nam chúng ta dễ dàng như trở bàn tay vậy. Bởi vì quyền năng của Thượng Đế ban cho để làm việc có rồi. Đó là những sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế ban cho. Đó là 10 phép lành, phải là điềm thiên cảnh báo tận thế. Chỉ cần thông báo cho nhau thôi. Thông báo cho nhau được biết. Rồi cầu nguyện. Nghe không? Chỉnh đốn đời sống mình lại. Bấy nhiêu rồi không làm? Chưa làm. Cũng giống như là cái thằng chuyên môn nó mê, nó thích đi chơi đĩ á. Có ngày nó kiếm đĩ nó chơi, kiếm tiền đĩ, kiếm đĩ nó chơi. Bỏ gia đình đó. Cũng như mấy thằng, mấy con mà thích đi kiếm cạc á, đĩ đực chơi đó, mẹ nó kiếm tiền nó kiếm đĩ đực nó chơi. Cũng giống như mấy thằng hấp ham nhậu đó. Đủ mẹ nó một tuần lễ 7 ngày, ngày nào cũng sáng xỉn chiều say. Thành ra một cái tật xấu rồi. Cái thói tật, cái tật xấu, cái thói thói quen á. Cái thói quen, thói xấu. Cũng như có những thằng tối ngày hút thuốc, hết điếu này điếu nọ, hút thuốc ống khói tàu vậy, làm dơ không khí, ảnh hưởng xấu cho những người xung quanh và làm hại phổi cho nó, tanh bành hết. Sức khỏe tanh bành hết, nó có dẫn thuốc. Có những thằng đéo, con đéo kia tối ngày cờ bạc hoài, mới cờ bạc hoài. Nó thành một những cái thói xấu. Bây giờ đồng bào á, khi mà gửi quà, gửi tiền, gửi thơ về Việt Nam á, nhớ nhắc nhở cho đồng bào mình Việt Nam được biết về việc làm hội đồng lãnh đạo của Việt Nam và quyền năng gì để giải tán thế giới cộng sản, tôi đã nói hết rồi. Và cho đồng bào biết là cố tinh Việt Nam, vua Việt Nam đang làm việc. Ở đây có những thằng nó nói là ôi giờ này mà có Minh Vương Việt Nam ra là sẽ bị ám sát. Cái đồ mà thằng ngu, thằng Ngụy Vũ nó ngu quá, ngu, thằng nó ngu lắm. Làm vẻ như là thông minh. Minh Vương Việt Nam do trời chọn thì thằng đéo, con đéo nào mà giết được. Đủ mẹ, mày ngu vừa vừa thôi, mày ngu quá vậy mày. Vậy thì mày để cho nước, chắc là nước Việt Nam mình bây giờ chỉ là dân Việt Nam mình chào thua để tuyệt chủng à. Thằng Ngụy Vũ chương trình đó nói là thời nay mà có Minh Vương ra là kể như bị ám sát. Đồ mẹ Minh Vương nào mà bị ám. Minh Vương do trời chọn mà thằng đéo, con đéo nào ám sát được. Đồ mẹ tụi mày. Ám sát ta đi. Đồ má tụi mày, tao gài bẫy tụi bay mà. Tụi bay đã ám sát tao mẹ ít nhất là 70 lần trong vòng 1/4 thế kỷ vừa qua. Đồ mẹ tụi mày, bây giờ tụi bay sợ rồi phải không? Bọn Tàu Cộng, Việt Cộng, bọn Việt Giang tụi bay á, với bọn ganh tị tụi bay đó, với cái bọn mà cuồng tính tụi bay đó, đủ mẹ tụi mày. Đúng rồi, bây giờ thằng nào ra đóng vai lãnh đạo là đủ má đó. Cộng sản là nó mua liền, nó mua chuột liền, mà mua được là nó giết là đúng rồi. Nhưng mà những thành phần đó đâu phải là Minh Vương Việt Nam. Minh Vương là phải do trời chọn mới làm việc được. Đức Thánh Trần Đạo là Minh Vương Việt Nam đó. Ngài có chết dưới tay kẻ thù không? Đức Lý Thường Kiệt là một trong những Minh Vương Việt Nam đó. Ngài có chết dưới tay kẻ thù không? Đức Ngô Quyền, ngài có chết dưới tay kẻ thù không? Không. Vua Lê Lợi, Đức Lê Lợi đó có chết dưới tay kẻ thù không? Không. Đủ mẹ tụi mày biết cái đéo gì về Minh Vương Việt Nam. Thằng Nguyễn Vũ á, vô lao vô liêu,
bỏ những tật xấu mày đi mày ơi, hỗn sược sấp sược bố láo bố liếu biết quen thật. Rồi đến cái thằng Quy Đức lấy cái tên nickname là thần sấm sét, cho nó to gan nó dám mạo danh thần sấm sét. Tụi mày biết thần sấm sét là gì không? Cái thằng sấp sược hỗn láo, nó dám khinh thường cha trời Giêsu hiện ra, và nó dám khinh thường anh hùng chiến sĩ linh thiêng hiện ra, thì nó đã bị mất hồng ân, nó bị trừng phạt rồi. Bởi vậy đó, cái đầu óc của nó bị quỷ Sa-tăng nhập, nó ngu lắm. Nó nhìn Chúa Giêsu hiện ra như vậy, nó không thấy, nó nhìn anh hùng chiến sĩ linh thiêng như vậy mà nó không thấy, thì nó đã bị trời phạt rồi, nó bị trừng phạt rồi, mà nó nói nó chưa bị trừng phạt. Ô, mẹ cái thằng này nó ngu gì đâu á. Mà tới cái thằng Victor Hồ ở Cali nữa, nó thành lập cái gì đó hội đồng công sứ, mà thánh giống hỏi sao anh bạn thấy hình ảnh gì đây không, nó nói nó nhìn thấy mây không, nó thấy gì hết á. Vậy mà nó đòi thành lập hội đồng công sứ. Cái thằng gì, thằng Victor Hồ ở Cali và Phật Nha nè, ở gần đây nè, tôi mời nó đến đây 3-4 lần mà nó không giờ tới đó. Hội đồng công sứ mà hội đồng cứu nguyên Việt Nam mời tới để làm việc, nó trốn. Rồi ở dưới này cái Nam Cali này có cái thằng Trương Quốc Quy đó, nó có chương trình này cũng dễ thương lắm, thằng cháu nó cũng dễ thương lắm á. Nhưng mà kêu nó thông báo làm bổn phận của nó về công việc hội đồng lãnh đạo cứu Việt Nam và nhân loại, nó tôi không biết đâu, tôi không dám đâu, tôi không tin tưởng như này. Đại khái nó nói kiểu như vậy. Đồ mẹ cái thằng cháu ngu quá thằng Trương Quốc Quy á. Rồi tới cái thằng mẹ phóng viên nửa vòng trái đất vậy cũng ngu luôn. Cái thằng Phan Luân ở Nam Cali cũng ngu luôn. Cái thằng Trần Nhật Phong ở Nam Cali cũng ngu luôn. Ngu chết mẹ. Rồi tất cả những truyền thông, truyền báo chí Việt ngữ ở Nam Cali rồi học đồng hải ngoại nó ngu chết mẹ luôn. Đến giờ này chúng nó chưa biết, chưa hiểu sự việc gì xảy ra đối với người Việt Nam chúng ta và đối với cộng đồng thế giới. Chúa Giêsu hiện ra, anh hùng chiến sĩ linh thiêng hiện ra như thế này, mà nó nhìn hoài nó nhìn không ra. Đồ mẹ tụi nó xưng là truyền thông, truyền hình, báo chí Việt ngữ, nó xưng chúng nó là những cái livestream chống cộng. Rồi tới con Ly Sa Phạm nó ngu chết mẹ, quải quải cái mỏ làm như là hay lắm, chống cộng chống kiết gì mẹ, nhiều người câu view dễ sợ, câu lắm, rồi cho tiền nó cái nữa. Nhưng mà kêu nó, em ơi, em phụ giúp hội đồng của Việt Nam tay, bổn phận của mấy em đó, phụ giúp với anh tay nha, thông báo việc làm của chúng ta. Tôi nói nó, nhắc nhở nó mấy lần, mấy năm nay mà nó không làm gì hết. Rồi đủ mẹ nó đến cái thằng khốn nạn, thằng Đào Minh Quân xạo xạo đó, nó làm cho biết bao cả hàng ngàn người Việt Nam ở trong nước bị bắt, bị trù dập, bị sát hại. Đủ mẹ cái thằng mất dạy, thằng Đào Minh Quân đó. Rồi tới cái thằng Ngô Hùng, thằng Củ Cặc, thằng Cặc đủ mẹ mày, thằng Cặc Sượng, thằng Ngô Hùng đó, tổ chức đại diệt cái đéo vậy đó, làm chính trị từ lúc 7 tuổi rồi, có đủ mẹ mày lên đây mày nói chuyện với tao nè. Còn những cái thằng đàn em mà cắt ké của mày bị mày lường gạt, mấy thằng đó đủ mà đéo đủ tư cách nói chuyện với ta. Đủ mẹ mày xạo hả. Rồi tới cái đảng đại diệt mà đảng điếc được các cái, đủ mẹ đảng đâu, đừng đảng đâu, lên đây nói chuyện coi. Đủ mẹ tụi mày bú láo bú liếu là mất thì giờ của đồng bào. Đủ má mấy cái thằng đại diện cộng đồng đoàn thể chính đảng chính điếc rồi cái, hầu hết chúng mày đã nhận tiền của tao cộng người Việt Cộng. Đủ mẹ tụi mày, đủ má tụi mày, cái bọn Việt Tân đâu, tụi bay đủ mẹ mày lường gạt dân chúng mấy lâu nay. Đủ má tụi mày nghe không, lo mà lập công chuộc tội cho các con à, không ấy là tụi bay lần lượt hồn sẽ bị lôi ra khỏi xác đó các con. Ông bà tổ tiên thánh thần trăm họ Bách Việt chúng ta, cùng đại diện của tất cả quý hùng chiến sĩ linh thiêng trên khắp các mặt trận trên quả địa cầu, đã xin cha trời thượng đế toàn năng xin phép ngài, cho phép quý ngài mượn xác vua Việt Nam là Phật sống của càn khôn để mắng chửi và dạy dỗ chúng bay. Chứ còn ta đéo có gì để nhắn nhủ dạy dỗ chúng bay đó. Ta tường trình, ta báo cáo, ta thông báo, ta là Phật sống càn khôn, ta là vua Việt Nam, ta hiền từ lắm. Nhưng mà tụi bay đéo nghe. Đến giờ hôm nay là triệu nùng chiến sĩ trận vong, triệu nùng chiến sĩ linh thiêng á, và ông bà tổ tiên thánh thần trăm họ Bách Việt chúng ta sẽ vâng lệnh cha trời thượng đế toàn năng sẽ xử tội chúng bay. Đủ má tụi mày,
hầu hết 6 nhóm Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, Việt Tị Nạn Cộng sản, đại diện tôn giáo, truyền thông, truyền hình, báo chí Việt ngữ. Chúng mày có nghe không? Rõ ràng. Vui Nam hiền lắm, tôi hiền thì có. Tại vì mình càng có quyền năng bao nhiêu thì mình càng hiền bấy nhiêu. Mình càng có kinh nghiệm với chiến trường bao nhiêu thì mình càng hiền bấy nhiêu. Tướng nhà trời là chuyên đánh quỷ sa tăng. Phật sống càng khôn là chuyên dùng quyền năng của Thượng Đế Toàn Năng ban cho để đánh đuổi quỷ sa tăng. Chứ không phải là đánh đuổi người đời. Người đời chúng ta là anh chị em với nhau, là con cái của cha trời Thượng Đế Toàn Năng. Khuôn mặt của người đời đây nè, đây khuôn mặt của người đời, của con người, có hình hài, vóc dáng giống Thượng Đế Toàn Năng. À, Thượng Đế Toàn Năng ban cho con người chúng ta nha, có cái nét giống ngài đó nha. Còn quỷ sa tăng nó đâu có được giống như chúng ta đâu. Quỷ sa tăng nè, mặt mũi nó nè, dòm nè, quỷ sa tăng nè, thấy mặt quỷ sa tăng không? Vậy thấy xấu xí mà ghê rợn không? Xấu quắc à. Tụi bay muốn hồn chúng bay thành quỷ sa tăng không? Tụi bay muốn tương lai chúng bay thành quỷ sa tăng không? Tụi bay muốn tương lai chúng bay sẽ bị hồn sẽ bị lôi ra khỏi xác và sẽ bị quăng vào quả ngục như thế này không? Rồi biến thành quỷ sa tăng không? Đủ mẹ tụi mày ngu dừa dừa, thôi ngu quá vậy các con. Đây là ông bà trăm họ, thánh thần trăm họ, Bách Việt chúng ta mắng chửi chúng bay đây. Đây là đại diện của tất cả quý hùng chiến sĩ linh thiêng trên khắp các mặt trận trên quả địa cầu mắng chửi chúng bay đây. Chúng bay có nghe không? Đủ mẹ tụi mày bô lao bô liếu, xạo xảo sượt riết quen. Tụi bay đằng nào, con nào con ngon lên đây nói chuyện với ta. Đại diện tôn giáo, đại diện hội đoàn đoàn thể, đại diện chính đảng chính điếc. Con nào con ngon lên đây nói chuyện với ta. Đại diện tôn giáo đâu? Đại diện chính đảng chính điếc, chống cộng chống kiếp gì đâu? Đại diện hội đoàn đoàn thể đâu? Đại diện dân quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đâu? Đại diện Cộng sản đâu? Đại diện Việt Giang đâu? Đủ mẹ tụi mày lên đây nói chuyện với ta nè. Gặp ta ngoài cõi càng khôn kìa. Bất cứ ở đâu tụi bay trốn hết. Bởi vì tụi bay đê hèn, tụi bay thủ kỷ quá. Tụi bay không đáng sống. Tụi bay không đáng làm kiếp con người. Tụi bay đúng ra phải làm heo, làm khỉ, làm rắn rít gì đó. Nghe không? Được lên làm kiếp con người không có dễ đâu các con à. Nhưng mà tụi bay đến giờ phút này với cái đà này thì chúng bay, hầu hết chúng bay 6 nhóm Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, Việt Tị Nạn Cộng sản, đại diện tôn giáo, truyền thông, truyền hình, báo chí Việt ngữ. Chúng bay lần lượt sắp hàng đi vô nghĩa địa chết sầu muộn. Sau khi mà hồn chúng bay bị lôi ra khỏi xác, chứ không phải được đem ra khỏi xác đâu. Và rồi chúng bay, hồn chúng bay sẽ bị nhốt chung với nhau. Chứ chúng bay làm đéo gì mà được thăng thiên, được về thế giới thiên lõi, hay là được vào một cái cảnh giới mà thanh tịnh để mà chờ được cứu xác. Đúng mẹ tụi mày, ngu vừa vừa thôi, ngu quá. Mẹ tụi mày đẻ ra chúng bay uổng công lắm. Nghe không? Sẽ chim ra đẻ chúng bay đau lắm, uổng công lắm. Đây là ông bà tổ tiên thánh thần trong họ, Bách Việt chúng ta. Mà mượn xác ta để mà dạy dỗ chúng bay. Chắc đồng bào thắc mắc hỏi, ủa ông ơi, ông trời ông hiện ra hồi nào, dịp nào để mà ra lệnh bảo ông đóng vai vua Việt Nam vậy, Minh Vương Việt Nam vậy? Tôi thông báo nhiều lần rồi, thưa đồng bào, đầu năm 2010 trong giấc ngủ thiền định đó, đây là một trong những cách mà tôi được tiếp kiến Thượng Đế Toàn Năng. Bây giờ mình già đầu rồi, mình không có dám gặp ngài giữa ban ngày. Trên lúc mà mình ngài cho mình về thiên đàng thì đó mình bắt buộc lòng và mình vui mừng được gặp ngài. Nhưng mà trong lúc làm việc thì không dám gặp ngài giữa ban ngày, nhưng mà ước ao được gặp ngài trong giấc ngủ thiền định. Mà phải thiền định đàng hoàng lắm kìa. Tĩnh tâm thiền định thì ngài mới đến. Nghe không? Ngài phải dạy bảo ngài ban bố cho sấm lệnh, ban cho công việc.
cũng như ngài dạy dỗ bằng cách là ngài hiện ra những điềm thiên trên mây để tôi chụp được, để tôi nhận diện, để mà thông báo cho nhân loại. Thì đầu năm 2010 ngài hiện ra, ngài đội cái triều thiên mũ vua Việt Nam bằng vàng đẹp lắm, nhỏ gọn mà đội đầu tôi. Ngài nói là ta chọn con làm vua Việt Nam để làm việc lãnh đạo cứu dân cứu nước của con, và con không được quyền từ chối. Rồi cuối năm 2012 ngài hiện ra lần nữa, ngài bảo tôi đóng vai đạo trưởng thế giới để hướng dẫn các nhà lãnh đạo trên thế giới và các nhà lãnh đạo các tôn giáo trên thế giới, bởi vì chúng nó cần học hỏi tường tận về những sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế ban cho, và về những phép lành phép lạ điềm thiên cảnh báo tận thế, để cho nó báo cáo thông báo lại cho giáo dân và đồng đạo của chúng nó được biết, cũng như để cho nó báo cáo và thông báo lại cho người dân trong đất nước của chúng nó được biết. An Nam thời hết khổ về sau, khi mà vua Việt Nam mình có mặt ở Việt Nam tương lai nè, và sẽ ra tay đón rước đồng bào tản cư ngoại quốc ở khắp mọi nơi người về Việt Nam. Việt Nam thời Ô Thước Bắc Cầu, do Thượng Đế Toàn Năng chỉnh đốn lại thông ân của ngài, để cho các nước đâu đâu đi vào Việt Nam, nhất là Nam Việt, để chầu Thánh Vương. Đó là vua Việt Nam mình đó. Tại vì Thánh Vương Việt Nam mình có những sấm lệnh quan trọng vĩ đại nhất kể từ bây giờ cho đến ngày tận thế. Thánh Vương Việt Nam á, là Phụ Động Thiên Vương tái thế vua Việt Nam á, nhận lãnh được những sấm lệnh đặc biệt quan trọng vĩ đại nhất kể từ bây giờ cho đến ngày tận thế, và giá trị nhất hơn tất cả những tài sản của nhân loại ở quả địa cầu này đó. Và đồng thời có những phép lành phép lạ điềm thiên cảnh báo tận thế mà nhân loại cần được học hỏi tương tận. Vì thế họ sẽ kéo đến Việt Nam, và đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam chúng ta sẽ được cứu và sẽ được quý mến, quý trọng nhờ hồng ân của Cha Trời Giê-xu ban cho, qua những sấm lệnh mới nhất của ngài và những phép lành phép lạ điềm thiên cảnh báo tận thế quan trọng nhất về những điềm thiên kể từ bây giờ cho đến ngày tận thế. Nhân loại cần được học hỏi, vì thế nhân loại sẽ đổ xô về Việt Nam để mà học hỏi. Và đương nhiên, cơ trời chuyển không có mợ chợ vẫn đông. Thượng Đế Toàn Năng mang ngài, ngài thử lòng mỗi chúng ta, coi chúng ta như thế nào. Chứ cái chuyện mà ngài giải tán thế giới cộng sản là ngài bắt buộc phải làm. Bởi vì thế giới cần có sự tự do khắp mọi nơi, để mà thế giới học hỏi tường tận về những sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế Toàn Năng, mà vua Việt Nam chúng ta phải thông báo và kêu gọi nhân loại phải làm bổn phận của mình, thông báo cho nhau được biết. Và cũng như những phép lành phép lạ điềm thiên cảnh báo tận thế mà nhân loại cần được biết. Vì thế nhân loại cần phải có sự tự do để chọn lựa, để học hỏi, để quyết định. Vì thế Thượng Đế Toàn Năng bắt buộc phải tiêu diệt thế giới cộng sản để cho người dân ở những đất nước đó được tự do để học hỏi về những sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế ban cho trước khi tận thế xảy ra. Thế thì đủ mẹ tụi mày, cái bọn cộng sản Việt Nam và cái bọn Tàu Cộng, tụi bay đang trên đường bị hủy diệt. Đủ mẹ tụi mày tưởng tụi mày bảnh, tụi mày hay đó. Đó là chưa kể những cái thằng giàu có độc tài, những thằng giàu có hống hách ích kỷ kiêu ngạo, những thằng, những con giàu có và đạo đức giả ở quả địa cầu này là lần lượt chúng bay sẽ cũng bị tiêu diệt nữa. Thượng Đế Toàn Năng sẽ tiêu diệt chúng bay. Người dân bản xứ ở khắp mọi nơi sẽ tiêu diệt chúng bay khi mà Thượng Đế Toàn Năng nắng quả địa cầu lại. Ngài chuyển mình biến tiên mà, biến tiên mà. Những ai biết nhiều thứ tiếng dịch ra cho nhiều người được biết. Và những ai chưa làm bổn phận của mình, đây là cơ hội tốt nhất và là cơ hội cuối cùng để làm việc lập công chuộc tội. Ở đây Phan nói chuyện lập công bồi đức ở đây đó. Đấy, đéo có gì để lập công bồi đức ở đây đó. Đủ mẹ tụi mày mày đặt xạo xạo. Bọn ngu sửng chúng bay, sáu nhóm nha. Hầu hết chúng bay đây nha. Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, Việt Tị Nạn Cộng sản, đại diện tôn giáo, truyền thông, truyền hình, báo chí, Việt ngữ. Đây là họ cơ hội cuối cùng cho chúng bay lập công chuộc tội. Mất thì giờ tụi bay quá. Tao không muốn nhắc đến tụi bay, nhưng mà tao buộc lòng phải nhắc.
Lý do là sao? Tại vì ta là Phật sống càng khôn, ta thương tất cả. Đủ mẹ tụi mày nhắc tụi mày, ta mệt, ta chán, ta mệt mỏi quá. Nhưng mà không sao. Đồng bào nhớ là Chúa Giê-xu nói là người tội lỗi mới cần được cứu chứ. Cũng như mà người bệnh mới cần thầy thuốc chứ. Tôi đã từng là lương y mà tôi hiểu. Người bệnh mới cần thầy thuốc. Người tội lỗi mới cần được cứu. Đúng không? Được giúp đỡ, được nhắc nhở. Đây là hồng ân của Thượng Đế bảo tôi gửi đến cho quý vị để cứu quý vị. Chứ tôi đéo gì để cứu ai đó. Tôi không quyền năng gì đó. Tất cả mọi vinh hiển quyền năng thuộc gì Cha Trời Thượng Đế toàn năng. Chứ chúng ta là cá mè một lứa, là thế giới nhân loại. Đụ mẹ. Thế giới nhân loại hả? Đụ má tụi mày. Tham lam nè, ích kỷ nè, kiêu ngạo nè, xảo trá, lọc lừa nè, phản bội nè, hống hách nè, lười biếng nè. Đụ mẹ. Một bầy tội lỗi ngu dốt. Nhưng mà người bệnh mới cần thầy thuốc, người tội lỗi mới cần được cứu, được tha tội, đúng không? Thì chúng tôi chỉ là thông báo hồng ân cứu rỗi của Thượng Đế toàn năng ban cho quý vị. Chứ tôi không có gì hết. Tôi không có gì ban cho quý vị hết. Tôi không giống như quý vị thôi. Không khác gì hết. Chỉ có một cái là trời kêu anh ấy dạ. Cái khổ của người là khi mình chưa biết mình sinh ra để mình làm gì. Mà khi mình bắt đầu mình giao thoa, mình cầu nguyện với đứng toàn năng, với Thượng Đế toàn năng, với Cha Trời Thượng Đế toàn năng, thì lần lượt chúng ta sẽ được Ngài dẫn dắt và cho chúng ta biết chúng ta sinh ra để làm gì. Thì đó là cái niềm hạnh phúc lớn, có thể nói là lớn nhất của một đời người. Tại sinh ra mình không biết mình làm gì, sinh ra để làm gì, cái đó là buồn lắm á. Nhưng mà khi mình biết mình sinh ra để làm gì thì đó là một cái sự thay đổi tuyệt vời mà bất cứ ai cũng ước ao được biết hình như vậy, có phải gì không? Đây, cái địa chỉ đâu mất rồi. Những ai ước ao lập công chuộc tội hoặc lập công bởi đức gì đó, đây nè. Địa chỉ liên lạc đây. Check hoặc money order có thể gửi về đây nha. Còn cái account này, account có thể chuyển ngân thẳng vào cao chương mục hội đồng lãnh đạo của Việt Nam và nhân loại là Face God Jesus Christ. Cái chương mục số cao đó rõ ràng đó. Đây nè, để đây cho mọi coi nè. Đâu rồi? Sao cái máy nó không hiện lên vậy nè? Đó, thấy chưa? Cái số cao đó. Ok, rõ ràng chưa? Và đồng bào cần vào trang website là facegodjesus.com. Copy hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu có phước lành đi chung để bảo vệ chúng ta và gia đình chúng ta. Nhớ làm điều đó đi, đừng có chậm trễ nữa. Nghe chưa? Không còn nhiều thời giờ đâu. Đó. Ok. Thanh giống mệt mỏi lắm rồi. Nghe không? Thanh giống rất là mệt mỏi đó. Đồng bào hãy làm bổn phận của mình đi. Đó. Mỗi lần kêu cái bọn truyền thông thế giới tới nó nói tụi bay mẹ người Việt Nam tụi bay giàu quá, tại sao tụi bay không có 50,000 trả tiền cho tụi tao để chúng tao đưa lên cái giờ prime time, và trước đó thì chúng ta phải điều tra kỹ càng trước khi chúng ta đưa lên. Tụi bay không có 50,000 đô la mà nó tạt nước lạnh vô mặt mình đấy chứ. Nó nói vậy mình thấy nhục không? Nó thách đố mình đó. Mà nó đó đúng. Người Việt Nam chúng ta thủ kỹ lắm. Một năm gửi Việt Nam xài mười mấy tỷ đô la và phụ giúp hội đồng lãnh đạo của Việt Nam và nhân loại làm bổn phận của chính chúng nó, tụi bay, mỗi người Việt Nam, hầu hết 6 nhóm Việt gian, Việt cộng, Việt kiều, Việt tị nạn, cộng sản, đại diện tôn giáo, truyền thông, đồng bào chí nữ, chúng bay cần phải làm bổn phận của chúng bay. Thế mà chúng bay chưa làm, chúng bay đéo làm gì hết đối với hội đồng lãnh đạo của Việt Nam và nhân loại do Thượng Đế toàn năng lãnh đạo, cùng ông bà tổ tiên thánh thần trăm họ bách Việt chúng ta, mà cùng đại diện tất cả quý anh hùng chiến sĩ linh thiêng trên khắp các mặt trận trên quả địa cầu làm việc. Đủ mẹ tụi mày khinh thường hả? Thương bà tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi đi xin Thượng Đế đồng năng cho tôi xin cái khoảng vài tuần lễ. Tôi nói Thượng Đế ơi,
nếu mà ngài bảo con lên làm chương trình đó, thì con xin ngài cho con được tự nhiên. Một là con đọc kinh thánh, hai là con á khẩu tịnh khẩu luôn, cầu nguyện thôi. Ba nữa là khi con lên thì chương trình thì nếu mà Thượng Đế bằng lòng cho ông bà tổ tiên thánh thần trong họ Bách Việt chúng con mượn xác con làm việc, hoặc là ngài cho đại diện của tất cả nguyên hùng chiến sĩ linh thiêng trên khắp các mặt trận trên quả địa cầu mượn xác con làm việc, thì con lên con ấy xin ngài cho con tịnh khẩu á khẩu luôn, hoặc là làm chương trình đọc kinh thánh thôi. Thì lúc đó Thượng Đế Đồng Năng nói được với con, con có bằng lòng không? À, Thượng Đế Đồng Năng ngài không ép ai hết, ngài nói con bằng lòng cho ông bà tổ tiên thánh thần trong họ Bách Việt của con mượn xác con làm việc không? Con bằng lòng cho đại diện của tất cả quân hùng chiến sĩ linh thiêng trên khắp các mặt trận trên quả địa cầu mượn xác con để làm việc không? Nếu con bằng lòng thì ta cho phép. Thì lúc đó tôi mới nói dạ thưa được chứ con bằng lòng, bởi vì ông bà tổ tiên thánh thần trong họ Bách Việt chúng con đã tề tụ về và đã hỏi ý kiến của con đàng hoàng, họ xin phép đàng hoàng chứ không phải là chuyện đùa, và cũng như đại diện của tất cả huynh hùng chiến sĩ linh thiêng mà ngài ban cho luôn lúc nào cũng ở cùng con để làm việc, và ngài đã xin phép, ngài xin phép con đàng hoàng thì con bằng lòng mà. Thì lúc đó Thượng Đế Đồng Năng sẽ được chứ đâu có sao đâu, con để tự nhiên. Vì thế chương trình sau này, mấy tuần lễ sau này, đồng bào nghe thánh giống dùng giấy $1,000, giấy $100 không à, đủ má địt mẹ lung tung chửi thốc dữ tan nát hết. Đủ mẹ tụi mày sáu nhóm, hầu hết tụi mày sáu nhóm Việt Giang, ở đây mình không chửi tất cả tại vì có một số người tỉnh thức người ta đang đồng hành làm việc cùng thánh giống, nhưng mà thành phần đó mẹ điếm đầu có tay à, ít lắm. Còn hầu hết đủ mẹ tụi mày sáu nhóm Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, Việt Tị Nạn, Cộng sản, đại diện tôn giáo, truyền thông, truyền hình, báo chí Việt ngữ, đủ má chúng mày giống như những cái bãi phân đó. Hôi thối, tụi bay đéo lại không tha thể thống gì hết, mà nhất là cái đám mà Việt Giang và đám Việt Cộng, chúng bay giống những đống phân mà sáng lãi dòi bọ trong đó, trồng cây đéo mọc nổi luôn, mọc không lên tại vì bay thành siêu vi khuẩn rồi. Đủ mẹ tụi mày, địt mẹ tụi mày, được không? Được nhá, tụi bay lên đến phản biện đi. Đủ má tụi mày, cạch chén là chén, xào xạo, sọc dưa, sọc lá nha, sắc sược nha. Lên đây mà đủ má tụi mày, mẹ coi chừng mà tao hỏi vài câu thôi mà trả lả lời, mà không cho xong không ổn đó. Là anh hùng chiến sĩ linh thiêng đến tận nơi chúng bay cư ngụ và lôi hồn chúng bay ra khỏi xác các con à. Đừng có chuyện đùa. Mẹ tụi mày, Cộng sản à, Việt Giang à. À, rồi Việt Kiều hống hách hả? Rồi Việt Tị Nạn Cộng sản thờ ơ vô trách nhiệm mà. Đủ mẹ tụi mày, cá mè một lứa. Rồi cái bọn truyền thông hình báo chí Việt ngữ đó, đủ mẹ tụi mày, cá mè một lứa, xảo trá lọc lừa, u mê ù lì bê trễ. Rồi đến cái đám đại diện tôn giáo chúng mày nữa, đủ mẹ tụi mày, đạo đức giả hả? Ta là đạo trưởng thế giới nè, Thượng Đế Đồng Năng ra lệnh ta dạy bảo chúng mày nè. À, chúng mày ganh tị mẹ, cái thằng này nó là cái đéo gì mà nó đòi dạy dỗ mình. Đù mẹ nó ai mà gắn cho nó những cái chức hòa thượng thượng tọa hay chức cha chức mục sư đâu mà đòi dạy dỗ mình. Đù mẹ tụi mày, ta đâu dạy dỗ tụi mày đâu, ta đéo gì dạy dỗ chúng mày hết á. Ta chỉ người nhận sống lệnh của Thượng Đế Toàn Năng, ta học hỏi từ Thượng Đế Toàn Năng, và Thượng Đế Toàn Năng hiện ra lệnh bảo ta phải dạy dỗ chúng mày, bởi vì ta biết trước chúng mày và chúng mày có bổn phận phải học hỏi. Đù mẹ tụi mày không học hỏi à, tương lai khi mà hồn chúng mày bị lôi khỏi xác, lúc đó Thượng Đế Đồng Năng sẽ xử chúng bay. Là tại sao chúng bay không học hỏi? Vì những sống định mới của Thượng Đế bán cho. Lúc đó tụi bay đéo có câu trả lời đâu các con ạ. À, cái bọn đại diện tôn giáo. Và cái bọn đại diện, cái bọn mà đại diện các quốc gia nó đi cầu cũng thế. Chúng bay phải nghe lời tiên tri vĩ đại sau cùng của Thượng Đế Toàn Năng dạy bảo chúng bay về những sống định mới nhất của Thượng Đế bán cho. Tụi bay đủ mẹ, tụi mày tưởng bở à? Mày tưởng tụi bay có quân đội, có vũ khí tinh vi rồi cái, có tiền rồi, có băng đảng, có găng tơ rồi cái đó, cái tụi bay đủ mẹ tụi mày, tiền tài tụi bay có bao nhiêu? Tiền tài tụi bay có bằng Thượng Đế Toàn Năng không? Hay là tất cả những gì tụi bay đang có mà cái quả địa cầu này là của Thượng Đế Toàn Năng, ngay cả cái bản thể của mày, tất cả những gì tụi bay có, gia đình tụi bay có cũng là của Thượng Đế Toàn Năng ban cho. Tụi bay đéo có con cặc gì hết á. Tụi bay nghĩ là đủ má tụi bay nghĩ tụi bay trứng giái hai bên, một bên là trám xi măng, bên kia là xăm mình trứng giái hả? Đủ mẹ tụi mày, có thằng cặc nào mà xăm mình trứng giái đâu, có thằng cặc nào mà trám trứng giái trám xi măng đâu. Đủ mẹ tụi mày,
tụi mày cũng là máu đỏ, cũng là xác thịt thôi, tụi mày là cái đéo gì, đụ mẹ tụi mày, tụi mày nói tụi mày có quyền năng hả? Quyền năng cái đéo gì, kiếp con người quyền năng cái đéo gì so với quyền năng của thế giới thiên loại. Đụ mẹ tụi mày, địt mẹ chúng mày, bố láo bố liếu hả? Vâng, thưa đồng bào thân mến, đó là điển của ông bà tổ tiên thánh thần trăm họ bên Việt chúng ta, cùng đại diện của tất cả quân hùng chiến sĩ linh thiêng trên khắp các mặt trận trên quả địa cầu, đã mượn xác vua Việt Nam chúng ta là Phật sống của càn khôn để dạy dỗ nhân loại là như thế và là như thế. Ai học được thì học, không được thì khỏi vào đây, cho ngu ngu chết mẹ luôn đi, ráng chịu. Thanh giống chúng tôi chán những thành phần đạo đức giả. Đủ mẹ tụi mày đạo đức giả hả? Chết cho các con à, chết không kịp trói đó. Ủa mẹ tụi mày, linh hồn tụi mày bị nhốt chung với quỷ sa tăng luôn, lửa nóng nhiều mà độ thiêu đốt luôn các con, tưởng bở hả? Mẹ rồi, thánh giống kính chào tạm biệt và xin hẹn vào chương trình livestream kỳ tới. Vâng, vừa rồi là chương trình do chính ông bà tổ tiên thánh thần trăm họ bánh biệt chúng ta và đại diện của tất cả quân hùng chiến sĩ linh thiêng trên khắp các mặt trận trên quả địa cầu, đã được cha trời thượng đế toàn năng là Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần bằng lòng cho mượn xác vua Việt Nam là Y Liền Sư, là Phật sống của càn khôn của thượng đế toàn năng để làm việc. Y Sư Thánh Giống Minh Vương Việt Nam, vua Việt Nam kính chào tạm biệt và xin hẹn vào chương trình kỳ tới. Thank you. Những ai biết nhiều thứ tiếng hãy dịch ra nhiều ngôn ngữ cho đồng bào nhân loại được biết.